Bây giờ đây, chúng tôi mời quý vị sẽ cùng đến với phần thi song ca đầu tiên. Mời quý vị sẽ cùng đến với Trúc Ly và Ngọc Tuấn. Ủa, sao lạ vậy ta? Bây giờ trễ hẹn rồi mà còn chưa thấy anh tới nữa. Quý vị có thấy không? Mạnh Quỳnh lúc nào cũng để Nhung đợi hoài vậy đó. Chán thiệt luôn á. Quỳnh ơi! Quỳnh ơi Quỳnh! Ơi! Ơi Quỳnh hả? Quỳnh đi đâu nãy giờ vậy? Quỳnh có biết á là Nhung đợi Quỳnh lâu lắm rồi không? Quỳnh xin lỗi Nhung ha. Thôi không có xin lỗi gì hết á. Bây giờ nè, Nhung có chuyện muốn nói với Quỳnh đó. Chuyện gì vậy hả? Nhưng mà trước khi Nhung nói á, mà Nhung hỏi thiệt Quỳnh nha. Hồi đó tới giờ đó đi hát với Nhung á, Quỳnh có bao giờ có tình cảm với Nhung chưa? Wow. Có. Có hả? Quỳnh có tình cảm với Nhung hả? Sao Quỳnh không nói? Nhưng Quỳnh có biết là ngày mai á là Nhung phải lấy chồng rồi đó. Nhưng mà còn có đêm nay ta gửi trao niềm tâm sự để mai này em cất bước sang ngang về chốn xa xăm. Người ơi thôi vĩnh biệt mộng ban đầu như nước cuốn bèo trôi. Từ nay thôi đành xuyên mình lỡ đôi. Dù vương vẫn mãi cũng thế mà thôi. Khi xưa thầm nói yêu nhau, bao nhiêu mong thắm ban đầu, thôi xin đừng tiếc nhớ thêm chi. Từ nãy đôi mình thôi. Tình mãi rối phần đẹp duyên ngứa gấm nhung trái bước hay lạc lẽo chuẩn chuyên cho tới ta kiếp qua sau. Đành thôi em gian dở mối duyên đầu, còn chi đâu những buổi chiều đưa gian
Hay quá, cảm ơn hai bạn. Thưa quý vị, giám khảo đứng dậy vỗ tay là biết nó phê như thế nào. Mà tôi thấy một điều là Phi Nhung đứng kế chỉ có Mạnh Quỳnh, và Mạnh Quỳnh chỉ có Phi Nhung mới ăn ý đến như vậy thôi. Rồi Trấn Thành lại khóc nữa, cảm xúc nữa. Không, tôi khóc là do cảm xúc tôi dâng trào thôi, không liên quan gì hết trơn nha. Anh nói thiệt, chưa bao giờ chấm một cái bài hát nào mà phải đứng ngồi không yên như vậy. Mà không phải mình tôi, cái người mà điềm tĩnh nhất là ông Hoàng Nhật Nam, ông cũng phóng lên luôn. Và em phải biết là cái độ kích động về cảm xúc trong cái lời hát của tụi em là cao đến mức độ nào. Cả hai em hôm nay thi hoàn hảo. Nó là một tiết mục trình diễn chuyên nghiệp chứ nó không phải là bài thi nha. Hai em cũng hoàn toàn hãnh diện ngẩng cao đầu, đưa bất kỳ ai coi tiết mục này của mình như một chiến tích lớn nhất trong sự nghiệp của tụi em về âm nhạc. Cảm ơn anh ạ. Chỗ nó hay mà tôi thiệt tôi không biết nói sao luôn. Nó hay thiệt là hay luôn, rụng rụng rời luôn. Xong rồi hả? Xong rồi. Cảm xúc xong rồi đúng không? Phê quá. Hay thì hay rồi, mình vỗ tay cũng nhiều rồi, khóc cũng khóc rồi. Thì mình phải kiếm cái gì khác mình nói, phải nói tới những giọt nước mắt. Nghệ sĩ á, họ chỉ khóc cho hạnh phúc thôi. Cho nên không bao giờ thấy nghệ sĩ mà buồn mà khóc đâu. Họ có thể họ chỉ khóc thầm khi không có ai thì có. Nhưng đa phần trước công chúng, họ khóc cho mảnh đời của người khác. Có một người khác tới nâng đỡ cái số phận đó lên, khóc vì vui mừng, khóc vì hạnh phúc. Cho nên chúng ta phải hiểu rằng là khi buồn chúng ta cười, khi cười chúng ta lại có thể tải bằng cái cảm xúc khác. Không bao giờ được thuận nhau mà phải là bù trừ. Đó mới là cuộc sống. Dạ đúng. Mà dạ, hai cái người trên sân khấu này nghệ sĩ quá đi. Tôi thích cái tính nghệ sĩ của các bạn lắm. Cầm cái micro lên hát rồi khỏi biết ai đi nha. Nha. Mà trời cho cái giọng sao mà nó sạch mà nó vang, giả mang vang á. Đúng cái chất lượng giọng của Phi Nhung Mạnh Quỳnh luôn. Đúng cái chất lượng của những ngôi sao luôn. Thế thì cho nên từ ngôi sao cho tới ca sĩ trẻ cho tới các thí sinh là những người làm nhiệm vụ buồn vui hạnh phúc với công chúng. Còn tất cả những sự thật họ giấu vào trong hết rồi. Yeah. Chỉ còn lại nụ cười hạnh phúc với nhau thôi. Chúc mừng hai bạn rất là nhiều. Dạ đúng. Nói đến tâm sự không ai có thể qua được đạo diễn nội tâm. Mời anh nhận xét. Thường thì anh sẽ chia sẻ nội tâm rất là nhiều. Nhưng mà qua tiết mục vừa rồi thì anh đã không kìm được cái cảm xúc và cũng đứng dậy. Và đứng nguyên một tiết mục để mà tận hưởng hai em. Yeah. Thì như vậy là anh nghĩ là đã đủ cho cái cảm nhận của anh rồi. Yes. Anh sẽ không nói gì thêm nữa. Xin cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Một lần nữa xin một tràng pháo tay cho Trúc Ly và Ngọc Tuấn. Xin cảm ơn mọi người. Bạn. Năm thí sinh của chung kết ngày hôm nay ai cũng đã đầy đủ cái điều kiện để bước lên trình diễn một sân khấu chính quy đàng hoàng. Họ đầy đủ tự tin và điều kiện. Nhưng mà tôi lo cho Trấn Thành
chị Phương Thanh với anh Hoàng Nhật Nam. Bây giờ chọn khó quá. Mà thí sinh nào cũng giỏi, sơ sơ nè, ta thấy có hai quán quân rồi đó. Không, bốn chứ, bốn quán quân. Cho rớt hết đi. Cho rớt hết đi. Chưa, còn, ôi dạ, cho rớt luôn à. Chưa thi mà. Chưa thi mà khó quá, nhức đầu quá. Dạ. Mệt quá. Bây giờ, đó là màn kết hợp của giọng hát đã hóa thân thành danh ca giao linh. Và chúng ta sẽ cùng gặp gỡ lại trên sân khấu này á quân của chương trình Ca sĩ thần tượng mùa thứ hai. Xin được chào đón Tiểu Thí và Quang Nghị. Hẹn cơn mưa đổ, mưa ướt lạnh vai em, anh thấy lòng mình xót xa. Mùa thu năm nào anh với em gặp nhau, tưởng rằng mình quen nhau thôi, khi đã biết thì yêu rồi. Đôi trái tim chờ nhau hứa hẹn mùa đông muôn thuở, mưa thấm lạnh môi em, anh thấy lòng mình giá bằng. Nhưng không ngờ định mệnh chia rẽ cho nhau, cuộc đời hai ta hai lối, em rét mưa giữa trời đơn côi. Còn anh chơi ngày tháng bơ vơ nơi miền xa vời vời, chuyện dĩ vãng buồn lưu luyến chưa hề ngủ. Đêm đông dài sợ rằng nhung nhớ phôi phai, tình vào thiên thu mãi mãi, em sẽ khóc suốt đời anh ơi. Về say mộng lại, chuyện cũ sẽ vào dĩ vãng, sẽ nhạt phai. Rồi sau cơn mưa, giông tố sẽ vượt qua, trời đẹp và xanh bao la, soi sáng lối đường anh về. Ta nối lại tình xưa, sống trọn mùa đông muôn thuở, chim én về xôn xao, ta thấy đời còn có nhau. Kính thưa quý vị, nam ca sĩ Đan Nguyên. Sợ rằng nhung nhớ phôi phai, tình vào thiên thu mãi mãi, em sẽ khóc suốt đời anh ơi. Thì em ơi em, vì mía tương lai ta về say mộng lại, chuyện dĩ vãng buồn lưu luyến chưa hề phai. Một đêm trăng sao tha thiết thương người xưa, mình rét mùa thương năm qua, ân ái cũ chẳng phai nhòa. Ta nối lại tình xưa, sống trọn mùa đông muôn thuở, chim én về xôn xao, ta thấy đời còn có nhau.
anh sẽ về bên em, ta ôm lại tình cũ nhớ nhau. Xin cảm ơn quý vị. À, mẹ cảm ơn Đăng Nguyên, mẹ cảm ơn con hôm nay đã không ngại đường xa để về đây trợ diễn với mẹ, chúc mừng cái đêm live show kỷ niệm 55 năm chặng đường ca sĩ thần tượng của mẹ. Mẹ cảm ơn con. Con cũng cảm ơn mẹ hôm nay đã mời con đến dự cái live show của mẹ. Một live show rất là hoành tráng trong ngày hôm nay. Quý vị cho cô Giao Linh một chào tay mẹ, được không ạ? Mẹ chứ phải mẹ con. Mẹ chứ con. Dễ thương quá thưa quý vị. Cho phép Nguyên Khang sẽ giữ Quang Nghị ở trên sân khấu luôn, là tại đây là một giọng hát mà có lẽ là quý vị cũng rất là yêu thương và ấn tượng ở mùa thứ hai của chương trình Ca Sĩ Thần Tượng. Xin chào Nghị, quay trở lại với mùa giải năm nay mà đặc biệt là không có thi nhưng mà mình lại đang hỗ trợ cho thí sinh khác đi thi cái đêm chung kết, thì cảm giác của bạn như thế nào? Thực sự thì hôm nay Quang Nghị cũng rất là may mắn được chương trình mời đến đây để hỗ trợ cho bạn Tiểu Thúy phần dự thi trong đêm chung kết này. Thì cảm giác của Quang Nghị khi đứng trên sân khấu cũng khá là hồi hộp, tại vì mình hỗ trợ cho bạn cho nên là mình phải cố gắng làm sao để cho bạn hát một cách tốt nhất có thể. Vì vậy mà cái bài này mình hát hơi yếu. Không, hát nhiều quá hay chứ đâu có yếu gì đâu, bạn khiêm tốn mới chứ. Nhiều khi Nghị còn áp lực hơn cả bé Thúy đó chứ. Tại vì mình dù gì đi nữa cũng mang tiếng đàn anh đúng không? Mình thi trước, mình cũng á quân, mình quay lại là hát lỡ lạng quạng sao này nọ. Nhưng mà nãy ổng cũng khôn, ổng rào trước, nó ừ anh hỗ trợ em thôi nên hát có dở đừng nói tôi nghe. Nhưng mà ổng có: Nghị ơi em hát hay lắm, em phải tin điều đó. Còn Thúy, em nay đúng nghĩa là cái người mà giữ được phong độ tốt. Em hát rất tốt nhưng ngày hôm nay nó lại không cố tình nữa. Bây giờ em đã làm đúng những gì mà tôi thèm được nghe. Thật sự là như thế nên tôi cho rằng em là một thí sinh rất thông minh, rất chỉnh chu và em đầy đủ những kỹ năng của một người nghệ sĩ chuyên nghiệp. Chúc mừng bài thi của em. Cảm ơn Nghị, chắc là để cho Nghị vào trong Nghị nghỉ ngơi một tí nha. Cảm ơn Nghị. Cảm ơn anh và anh chị. Bây giờ chúng ta đã nghe phần nhận xét của đạo diễn Hoàng Nhật Nam, xin mời anh. Trong cái tiết mục này thì anh mới cảm nhận thực sự là ca từ, cái tài năng, cái giọng hát thực sự của một người nghệ sĩ. Thì sân khấu hãy cứ nhẹ nhàng và hãy cứ đơn sơ nhất để mà giọng ca cũng như tài năng được thăng hoa. Anh cảm thấy rất là xúc động và vui khi mà Tiểu Thúy hôm nay đến với tiết mục thứ hai này cũng đã vượt qua thêm một thử thách nữa. Không có nhiều lời gì hơn bằng cái sự hài lòng và cảm thấy hạnh phúc rất nhiều. Chúc mừng em. Và xin mời chị Phương Thanh. Tới đây thì những lời khen nó không còn là điều chúng ta phải suy nghĩ nữa. Vì quá hay rồi. Chị chỉ trân trọng em một cái điều duy nhất, đó là sự nhập vai. Em nhập từ những vòng đầu, bằng những bộ trang phục, bằng cái tóc. Tất cả mọi thứ của em hầu như là gắn liền với cái thần tượng mà mình yêu thích. Đó không những là cuộc thi mà còn là sự trân trọng em dành cho cái thần tượng của mình nữa. Em là một trong những thí sinh có thể gọi là nhập cuộc một cách dứt khoát, bình tĩnh, bản lĩnh và đầy thể hiện nha. Anh sử dụng từ đó rất chính xác luôn. Cái sự thể hiện đó không phải là cái sự kiêu ngạo, nó cũng không phải là sự chứng minh ta đây, mà nó là một trong những điều cần thiết mà một người muốn nổi tiếng phải có. Thúy là một trong những thí sinh không có gì để nói nhiều về em, bởi tự bản thân em đã có những cái điều mà tụi chị cần. Cái tinh thần của em là một cái tinh thần rất đáng để cho các thí sinh phải thực sự tập trung như em để có những tiết mục hoàn thiện tốt nhất và được khen nhiều nhất và mọi người thưởng thức tuyệt vời nhất. Chúc mừng em. Xin cảm ơn nữ ca sĩ Phương Thanh. Có lẽ là sau hai vòng thi vừa rồi thì Tiểu Thúy cũng phần nào cảm thấy hài lòng với những gì mình thể hiện đúng không ạ? Và tôi đang chờ đợi kết quả sau phần thi của hai cặp còn lại. Một lần nữa xin được cảm ơn Tiểu Thúy rất nhiều. Xin cảm ơn bạn. Tiếp theo, mời quý vị sẽ cùng đến với phần hóa thân thành hai nam ca sĩ được yêu mến. Đó là nam ca sĩ Ưng Hoàng Phúc và nam ca sĩ Đan Trường. Hãy cùng đến với phần thể hiện trên sân khấu của Minh Hoàng và Vĩnh Phúc. Bỏ lại sau lưng bao
bao tháng năm cuộc đời tăm tối. Bỏ lại sau lưng nỗi đau làm tim ta tan nát, bỏ lại sau lưng nước mắt nhạt nhòa di van, tìm lại cho ta một lối đi riêng từ đây. Nếu có nước mắt, nếu có yêu thương, mênh mang dòng sông thì thầm cùng em, tiếng hát ấy vút cao hòa vào trời xa. Lúc buốt xa, níu kéo con tim, không gian là niềm, một dòng sông ban, mong ban mai đưa ánh dương về cùng dòng sông. Vâng, các bạn hãy chờ Đan Trường và Ông Hoàng Phúc thấy những cánh tay của bạn được không ạ? Hey, các bạn ở trên lầu ơi, xua rất nhiều. Vì một người đi mãi chắc không quay trở về, một chuyện tình này đành chia đôi, một người ôm dí vai người kia ở chốn xa, chúc cho em hạnh phúc bên đời ai. Đành tìm vui nơi khác lấp cho vơi nỗi buồn, được một ngày không được bao lâu, tình về trên muôn lối từng yêu là đã đâu. Chắc không ai hiểu thấu cho lòng tôi. Vậy ai đã cất bước đi mãi chắc không về, chỉ hai đứa nước mắt giờ về hai lối. Đường dài em bước nếu có những lúc khiến em buồn, này hãy nhớ mãi có anh bên đời em. Oh, oh. Kỷ niệm xưa em ơi nhớ chăng, bao lời yêu cơn mưa đôi ta có nhau phút giây thần tiên. Giờ mình anh trên con phố xưa, ngồi lặng lẽ ngắm mây dần trôi, mặc cho thời gian hờ hững xô nhau mãi đào. Chuyện tình yêu đôi ta sẽ đôi, bao lời yêu đã vỡ cánh rồi. Thầm cầu mong cho em hãy quên những kỷ niệm xưa. Cuộc tình ta tan theo giấc mơ, hình bóng cũ mãi trôi về đâu. Giờ đã hết bao nhiêu yêu thương, cô đơn lối về. Bỏ lại sau lưng bao tháng năm cuộc đời tăm tối, bỏ lại sau lưng nỗi đau làm tim ta tan nát, sao linh nước mắt nhạt nhỏ di van, tìm lại cho ta một lối đi riêng từ đây. Nếu có nước mắt, nếu có yêu thương, mênh mông dòng sông thì thầm cùng em, tiếng hát ấy vút cao hòa vào trời xa. Những lúc buốt xa níu kéo con tim, không gian là niềm, một dòng sông băng mong ban mai đưa ánh dương về cùng dòng sông, mong ban mai đưa ánh dương về cùng dòng sông. Yeah. Woo. Thưa quý vị, Minh Hoàng và Vĩnh Phúc. Trời ơi, bao nhiêu cái ký ức của tuổi thơ của thế hệ 8X, 7X với những cái ca khúc mà làm nên tên tuổi nó được mashup trong một bản quá là hay. Cảm ơn Đan Trường và cảm ơn Ung Hoàng Phúc, hai bạn đó rất là tuyệt vời. Yeah. Hai anh. Yeah. Em là fan của hai anh. Yeah. Hát tiếp bằng liên tục. Yeah. Ôi. Quá chết, đáng yêu. Chết. Trời ơi. Chị không nổi. Nói chung là cái nhạc như là chết, chị không nổi. Hai bạn hát hơn cả những gì khán giả mong đợi. Nói nghe nè, hồi nãy cái bài mà Phi Nhung Mạnh Quỳnh là tôi nói thôi đụng nóc rồi. Tôi đã lên cảm xúc tới đây là đừng ai làm gì tôi nữa nha. Tiếng một cuối cho coi cho vui, để rồi thôi lướt qua.
trời đất ơi. Nó hay ho mà nó thông minh mà nó smooth mà nó tốt. Từ cái bài phối tới cái cách chọn bài, tới cái cách mà mình nối nhạc mashup. Hôm nay Phạm Hồng Biển làm quá tuyệt vời tất cả các bản phối của chương trình đêm nay. Thật sự phải khen ngợi dành cho Biển. Cảm ơn em làm rất là tốt Biển ơi. Tại vì cái bài phối này nó giúp đỡ tụi em rất nhiều. Nó làm cái kịch tính được đẩy lên cao trào, để mọi người người ta cùng gào cùng thét, người ta tìm lại ký ức của người ta, tìm lại tuổi thơ người ta. Ai tám ít thuộc hết mấy bài này. Xong rồi cái hai ông kia hát hay thiệt hay. Đan Trường lấy lại tất cả, lấy hết. Duyên dáng một cái bên cho Ưng Hoàng Phúc. Năng lượng mỗi lần cho Phóng hát đam mê. Trời ơi, fan. Cảm ơn nghệ sĩ Tấn Thành. Xin mời chị Phương Thanh. Một tiết mục khó không dễ. Nhìn đơn giản vậy thôi không dễ. Bởi vì là 4 bài hát, các bạn vào ngay tức thì khi chưa hết khâu người khác và vào ngay bài khác. Cho nên là phải thật sự bình tĩnh. Và cái điều đó hai bạn đều có. Các bạn là một trong những thí sinh thôi, nhưng mà hát cũng là đạt tới thái độ chuyên nghiệp. Chúc mừng các bạn có một tiết mục gây hiệu ứng, gây phấn khích. Một là 4 quán quân, hai là rớt hết. Dạ. Chúng ta hết sức bình tĩnh thiệt, chứ khó quá. Bữa đâu. Nay mới là thi nè. Trời, chung kết là phải cỡ này mới là chung kết. Quá đã đúng không? Và bây giờ thì đạo diễn Hoàng Nhật Nam, em nghĩ là anh là người phải hạnh phúc nhất. Bởi vì là có một cái đứa con tinh thần tìm kiếm ra những cái tài năng mà có thể nói là quá là ấn tượng như thế này. Nghẹn lời luôn, không biết nói gì. Nhưng mà phải nói chứ. Ủa là cái... nói không? Nói... Có nói em à, dạ. Tấn Thành nói 40 phút, anh chỉ xin 5 phút thôi. Trong cái tiết mục vừa rồi thì rất là mãn nhãn và rất là cảm xúc. Và hôm nay thì đúng là hai anh chàng cũng rất là đẹp trai và rất là hòa hợp với nhau. Anh Bo Đan Trường cũng như là ca sĩ Ưng Hoàng Phúc cũng đã làm mưa làm gió với những cái ca khúc trữ tình cũng như là pop ballad. Và đặc biệt là những ca khúc nhạc ngoại lời Việt, gọi là tiên phong ở dòng nhạc mà ra thị trường ở thời điểm bấy giờ. Cái đoạn mà cao trào nhất, đoạn cuối, mặc dù hai bạn cả Hoàng và cả Phúc thì đều không có thế mạnh về bè. Nhưng mà Nam với Phạm Biển cũng đã nói hai bạn là thôi các em cố gắng tập đi. Để mình bè cái đoạn quãng 3 đó, để mà có thể đẩy lên tùy theo cái năng lực. Nhưng mà đúng là hôm nay thì cái hai em đã bè rất là tốt, rất là thành công. Anh cũng hết gọi là hồi hộp ở cái đoạn đó. Những ước muốn xa, níu kéo con tim. Không gian là niềm, một dòng sông băng. Mong ban mai, đưa anh dương về cùng dòng sông. Mong ban mai, đưa anh dương về cùng dòng sông. Chúc mừng hai em. Xin cảm ơn hai bà. Bây giờ mình vô trong mình hồi hộp, mình chờ đợi cái kết quả sau ít phút nữa nha. Cảm ơn các bạn. Các thí sinh đã làm hết mình với khả năng của mình trong đêm nay. Điều còn lại sẽ là ban giám khảo. Tôi biết chắc là họ sẽ rất là căng thẳng. Bởi vì sao? Đặt để vị trí thứ tự như thế nào sao để chúng ta lựa chọn ra ngôi vị xứng đáng nhất. Bởi vì quán quân thì chỉ có một mà thôi. Để có được một mùa giải thành công với ca sĩ thần tượng mùa thứ 3 này, chúng tôi không chỉ nhận được sự yêu mến từ quý vị khán giả, mà chúng tôi nhận được sự đồng hành cùng với chúng tôi trong mùa giải năm nay. Ban giám khảo đã rất là vất vả để đưa ra những lời góp ý giúp các thí sinh hoàn thiện mình hơn. Chúng tôi trân trọng kính mời ba vị chúng ta cùng lên sân khấu để chúng tôi gửi những bó hoa thay cho lời cảm ơn. Xin được mời nghệ sĩ Trấn Thành, ca sĩ Phương Thanh và đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Rồi chúng tôi cũng xin được mời giám đốc âm nhạc, nhạc sĩ Phạm Hồng Biển, người đã có những bản phối rất hay đã mang đến cho chương trình Ca Sĩ Thần Tượng. Xin mời anh lên sân khấu. Xin được gửi đến kỷ niệm chương cho các vị giám khảo của chúng ta thay cho lời cảm ơn các vị đã đồng hành cùng với chương trình. Một tràng pháo tay thật lớn cho ba vị giám khảo và giám đốc âm nhạc của chúng ta. Xin cảm ơn rất nhiều. Và bây giờ xin mời ba vị chúng ta cùng về vị trí của mình để đến với giây phút hồi hộp. Cảm ơn nhạc sĩ, giám đốc âm nhạc Phạm Hồng Biển. Cảm ơn bà Phạm Kim Dung. Thưa quý vị, giờ phút hồi hộp đã đến. Bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ năm gương mặt có mặt trong đêm nay cùng quay trở lại sân khấu. Xin mời Minh Hoàng, Vĩnh Phúc, Ngọc Tuấn, Tiểu Thúy
Trúc Ly. Thưa quý vị, trong đêm thi ngày hôm nay với ca sĩ thần tượng mùa thứ 3, chúng ta sẽ có những giải thưởng như sau: một quán quân với giải thưởng trị giá 100 triệu đồng, một giải á quân trị giá 70 triệu đồng, một giải ấn tượng trị giá 30 triệu đồng và sẽ là hai giải triển vọng trị giá 20 triệu đồng. Và bây giờ chúng tôi xin mời nghệ sĩ Trấn Thành sẽ đại diện cho ban giám khảo đưa ra những chia sẻ của mình. Trước khi mà Thành đưa ra cái kết quả cuối cùng, chắc là Thành cũng muốn các bạn được nghe những lời chia sẻ của anh Nam với chị Chanh trong suốt một cái hành trình vừa rồi nhé. Chắc mời hai anh chị ạ. Thực sự năm bạn đều có những cái cố gắng rất là vượt bậc. Thắng hay thua thì cái việc đó nó chỉ là đêm nay, và nó sẽ còn là cái con đường ở phía trước rất là dài nữa. Mình sẽ trở lại với đời thường, với công việc của mình, hay là mình sẽ trở lại với một tâm thế khác theo con đường ca hát, thì chúng ta còn phải vượt qua rất nhiều những cái rào cản nữa để có thể là quán quân trong lòng người hâm mộ. Cảm ơn các em. Phương Thanh thấy rằng là chưa có cái game show nào mà Phương Thanh làm giám khảo mà vui như game show ca sĩ thần tượng. Ban giám khảo được thoải mái giỡn, thoải mái chọc thí sinh và chọc kẹo MC tới mức độ là gọi là sức chịu đựng của MC cũng phải xuất sắc lắm, cho nên chúng ta cũng phải là thôi ngày cuối cùng vỗ tay cho MC, tràn vỗ tay. MC cũng nhói lòng. Dạ. Yeah. Có tổn thương à Khang? Bên trong sẹo không đó chứ. Ok, kệ Khang chứ. Hôm nay mới có sự động viên lại dành cho Khang. Làm với Trấn Thành cũng dễ thương quá. Không biết nói như thế nào về cái sự tài năng của Trấn Thành á, tức là làm Thank với you. Trấn Thành rất là vui. Thank you. Cái hóa thần của Trấn Thành làm cho không những Phương Thanh mà tất cả khán giả ở đây lẫn truyền hình và tất cả ekip đều cảm thấy thoải mái và không thể thiếu được Trấn Thành trong chương trình này. Và Hoàng Nhật Nam thì sao? Chưa tới, đừng có từ từ. Cũng phải có mệnh trọng mới chịu đó. Không có nụ cười nào mà chúng ta có thể được thoải mái bằng cái nụ cười ngay tại sân khấu của ca sĩ thần tượng. Đó là những cái niềm vui mà chúng ta không có đồng tiền nào mua được cái cảm xúc đó. Và thứ ba nữa là tổng đạo diễn tại cái ghế tím này rất đẹp trai, rất điển trai, rất phong độ, có trái tim sâu sắc, văn chương đầy mình, tạo một cảm giác rất thú vị cho tất cả mọi người ở đây. Và chúng ta có những thí sinh phải gọi rằng là khó chấm lắm, quá hãnh diện về các bạn, bởi vì một cuộc thi mà không có những thí sinh xuất sắc á thì coi như cuộc thi đó thua. Và chúng ta đã chiến thắng bởi 5 thí sinh của cuộc thi quá tuyệt vời và một ekip làm việc quá tuyệt vời. Tôi ngồi ở đây là 3 mùa rồi. Tôi không nghĩ là sẽ có những thí sinh chất lượng như các bạn vẫn đâu đó còn lẩn quẩn ở ngoài kia để đăng ký vào đây mà tới ngày hôm nay đứng trước mặt tôi như thế này. Người ta nói nhân tài như lá mùa thu, mà hết mùa này rụng rồi sao mà còn hoài được. Nhưng mà các bạn làm cho tôi ngỡ ngàng, đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, và tôi hãnh diện vô cùng khi tôi được ngồi ở đây để tôi nói với các bạn nghe những lời này. Với các bạn hoàn toàn xứng đáng. Các bạn làm cho khán giả thật sự mãn nhãn, họ cảm thấy họ không có mất thời gian khi bỏ thời gian để xem các bạn biểu diễn. Mà những con người này ở ngoài đời họ là những con người quá nổi là bình thường luôn. Thậm chí giờ buông cái áo ra mai, nhiều khi có người đi lái xe, có người đi làm đồng, có người bán buôn bình thường. Nhưng mà đứng trên đây, các bạn là những nghệ sĩ thực thụ, có đầy đủ thanh, sắc, tư cách, điều kiện cũng như là phẩm chất và năng lực để trở thành những nghệ sĩ chân chính trên sân khấu. Các bạn chinh phục được điều đó. Và các bạn trưởng thành từng ngày, các bạn hoàn thiện từng ngày. Chưa bao giờ tôi cảm thấy được tham gia một cái mùa ca sĩ thần tượng mà chất lượng thí sinh lại tốt và đồng đều như năm nay. Thật sự, một lần nữa tôi phải cảm ơn các bạn rất nhiều, bởi vì còn các bạn, ca sĩ thần tượng sẽ tiếp tục. Như đã nói, đây là một đêm chung kết thật sự quá cảm xúc và quá chất lượng, từ hình ảnh, âm nhạc cho đến chất lượng thí sinh. Vì vậy cho nên chúng tôi cân não, nói thiệt, nói thẳng với các bạn luôn, từng con người đứng ở đây đều có đầy đủ tư cách để làm một quán quân. Các bạn nên là 5 quán quân của 5 cuộc thi. Thật sự. Tại sao các bạn lại tụ về một mùa cơ chứ? Cơ chứ. Đúng không? Yeah. Các bạn tản ra vòng vòng, tôi có mùa 10, mùa 9 tôi chấm. Các bạn ập tới như một cơn bão. Các bạn bu lợi dùng cục. Bây giờ tôi đau khổ, tôi bứt óc mua tim ra, banh da xẻ thịt. Cái gì? Mình đưa ra quyết định. Dạ. Ai cũng giỏi hết, bây giờ tôi làm sao chấm đây? Rất khó khăn.
Vì vậy cho nên chúng tôi có một quyết định hơi táo bạo. Nói gì nói thì cũng chỉ có một quán quân mà thôi. Tôi nói đến đâu các bạn làm đến đó nhé. Đầu tiên tôi mời các bạn tách ra nam một bên, nữ một bên và đứng hai bên, hai đầu sân khấu. Chúng ta đều có 5 thí sinh giỏi, chia ra làm 2 top, nam và nữ. Tôi đọc tên bạn nào, bạn ấy bước vào phần giữa của sân khấu. Thí sinh đầu tiên vào giữa là thí sinh hóa thân thành ca sĩ Mạnh Quỳnh. Mời Ngọc Tuấn vào phần giữa sân khấu. Thí sinh thứ hai vào giữa là thí sinh hóa thân thành ca sĩ Phi Nhung. Trúc Ly. Thí sinh thứ ba vào giữa là thí sinh hóa thân thành ca sĩ Ưng Hoàng Phúc. Mời Vĩnh Phúc vào giữa. Và quán quân của chương trình, thưa quý vị, là một trong hai người đang đứng lẻ loi ngoài kia. Các thứ hạng của cuộc thi năm nay đã được phân một cách rất rõ ràng. Nhất, nhì, ba. Xin chúc mừng các bạn. Xin chúc mừng Tiểu Thúy đã trở thành quán quân của chương trình ca sĩ thần tượng mùa thứ ba 2020. Và chúng ta có 3 giải á quân, đó chính là Trúc Ly, Ngọc Tuấn và Vĩnh Phúc. Và vị trí thứ ba đó chính là Minh Hoàng. Như vậy, thưa quý vị, thay vì có kết quả như Nguyên Khang đã chia sẻ thì ban giám khảo của chúng tôi đã quyết định sẽ có một kết quả hoàn toàn khác. Sẽ có một quán quân trị giá 100 triệu. Chúng ta sẽ có 3 á quân, mỗi giải trị giá là 40 triệu đồng. Và chúng ta sẽ có một giải ba trị giá 20 triệu đồng. Đầu tiên xin được mời nữ ca sĩ Phương Thanh sẽ bước lên sân khấu trao giải ba cho thí sinh Minh Hoàng, hóa thân thành nam ca sĩ Đan Trường. Xin chúc mừng thí sinh Minh Hoàng. Và bây giờ chúng tôi xin mời hai vị giám khảo tiếp theo, nghệ sĩ Trấn Thành và đại diễn Hoàng Nhật Nam sẽ lên trao giải á quân cho ba thí sinh Trúc Ly, Ngọc Tuấn và Vĩnh Phúc với phần thưởng trị giá 40 triệu đồng. Xin mời. Và cuối cùng xin mời Tiểu Thúy bước vào giữa sân khấu. Xin được trân trọng kính mời lên sân khấu bà Phạm Kim Dung, tổng giám đốc công ty Sen Vàng. Xin được mời bà Phạm Tâm Thanh, ông Nguyễn Khắc Tùng, xin mời lên sân khấu để trao giải nhất trị giá 100 triệu đồng cho cô gái đã hóa thân thành danh ca Giao Linh, Tiểu Thúy. Xin được chúc mừng. Và thưa quý vị, như vậy chương trình ca sĩ thần tượng mùa 3 đã kết thúc hoàn toàn tốt đẹp, thành công với một mùa giải toàn những thí sinh xuất sắc. Xin được cảm ơn quý vị đồng hành cùng với chúng tôi. Một lần nữa xin được cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với chương trình ca sĩ thần tượng mùa 3. Chương trình do Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Long phối hợp với công ty Sen Bàn thực hiện. Một lần nữa xin cảm ơn ba nghệ sĩ. Nghệ sĩ Trấn Thành, ca sĩ Phương Thành, đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Xin chào và hẹn gặp lại trong mùa tiếp theo của ca sĩ thần tượng mùa thứ tư.
Xin chào mừng toàn thể quý vị đang đến với chương trình Ca sĩ giấu mặt. Và kính thưa quý vị thân mến, ngày hôm nay chúng ta gặp gỡ một ca sĩ có thể nói là rất nhiều dòng nhạc, trữ tình hát rồi, nhạc trẻ hát rồi, dân ca truyền thống cách mạng hát rồi, nhạc thiếu nhi hát rồi, nhạc trình hát rồi, cải lương hát rồi, chỉ có xiếc là chưa tham gia. Và hy vọng đêm hôm nay chúng ta sẽ được bùng nổ bởi những tiết mục của nam ca sĩ chính, cũng như là những giọng ca phải nói là 99% là giống ca sĩ chính ngày hôm nay. Chúng ta dành một tràng pháo tay nồng nhiệt cho nam ca sĩ Đàm Vĩnh. Với khoảng 20 năm hoạt động nghệ thuật, Đàm Vĩnh Hưng đã thu về cho mình lượng fan hâm mộ đông đảo cùng nhiều giải thưởng danh giá, cũng như các ca khúc ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả. Nghe được ban tổ chức thông báo rằng là thí sinh mà nộp đơn để hát giải giống Đàm Vĩnh Hưng á, trên 1.000 hồ sơ và phải loại rất là vất vả, mình cũng đang hơi lo với khán giả, với thí sinh một chơi chiêu khác, với những người bạn bè thân thiết ngồi dưới mình phải tính sao đây? Tình xưa nghĩa cũ sẽ không bao giờ lãng quên, dù ngày mai đã mãi mãi không còn nhau. Nếu nghĩ rằng ô cửa vừa rồi là giọng hát ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng thì có lẽ bạn đã sai lầm. Tràn theo từng làn gió đưa một vầng trăng sáng với tình yêu chúng ta, vượt ngàn hải lý cũng không xa, biển rộng đất trời chỉ có ta, thì dòng ngân hà mình cố qua, biển không biển giới như tình anh với em hơn cả những vì sao đêm. Trăng nhô lên cao, trăng gác trên đầu núi, mây xanh xanh lơ vì đắm say tình mới. Đến đây với em mà ngỡ trong giấc mơ, mắt em âu sầu là cả một trời thơ. Không gian im nghe nhịp đôi tim hẹn ước, mong sao tương lai đường trắng ta cùng bước, xiết tay dắt nhau mình lánh xa thế nhân, lánh xa ưu phiền đắng cay trần gian. Đời anh sẽ đẹp vì có em, ngày dài sẽ làm mình nhớ thêm, biển xanh cát trắng sóng hòa nhịp ái ân, không còn những chiều bâng khuâng. Biển xanh cát trắng sóng hòa nhịp ái ân, không còn những chiều bâng khuâng. Biển xanh cát trắng sóng hòa nhịp ái ân, không còn những chiều bâng khuâng. Và lời đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, xin cảm ơn tất cả các vị khách mời, cảm ơn các bạn khán giả, và đặc biệt là gửi lời cảm ơn tới anh Đàm Vĩnh Hưng. Để nhận được cái gật đầu của anh Hưng là phải qua ba mùa, bởi vì hai mùa vừa rồi anh Hưng coi và gọi điện: sao vui dữ vậy em, sao dễ thương dữ vậy em, anh hát có nhiều đứa giống anh không? Sau đó chương trình mới dành ra 3 năm để tìm kiếm thí sinh giống Đàm Vĩnh Hưng. Đã có 3.000 cái hồ sơ gửi về, trong đó thì chúng tôi chỉ chọn được 5 bạn. Còn những bạn khác thì hát cũng giống nhưng mà chỉ khoảng 90%, mà mấy bạn này thì 98, 99. Thì Trường Giang mới là 100% đúng không? Không có, em thì hát vui thôi, chứ còn mấy bạn này hát rất là giống anh, thì hy vọng là anh sẽ ra về ở vòng đầu tiên. Thực ra đây cũng không phải là điểm thi gì cả, đây là một cái đêm giống như là mini show của Đàm Vĩnh Hưng để nhìn lại chặng đường hoạt động nghệ thuật rất là mãnh liệt của anh trong mười mấy năm vừa qua. Đến với anh Đàm Vĩnh Hưng ngày hôm nay có những vị khách mời rất đặc biệt. Đầu tiên xin giới thiệu một cô gái xinh đẹp, giọng hát ấn tượng, ca sĩ Hào Ngọc. Chúng tôi cũng xin giới thiệu một người nữa, là người bạn gọi là từ những ngày đầu bước chân vào nghệ thuật,
luôn đồng hành cùng anh Đàm Vĩnh Hưng, đó là thần đồng ca nhạc Vũ Hà. À, là một người anh trong nghề giọng hát bao nhiêu năm tháng, lúc nào cái tên tuổi cũng đi lên, chỉ có chiều cao là vẫn vậy. Ca sĩ Quang Linh. À, xin giới thiệu nhạc sĩ Đỗ Đình Phúc. Ca sĩ xinh đẹp Bolero Thu Hằng. À, Phượng Vũ. Và một người rất thân thiết với anh Hưng cũng như là Trường Giang, nam ca sĩ Hoài Lâm. À, nam ca sĩ Dương Triệu Vũ. À, lần đầu tiên anh sẽ nói gì khi tham gia chương trình ngày hôm nay? Xin gửi lời chào tất cả quý vị đang theo dõi chương trình này. Cảm ơn những vị khách mời đặc biệt của Hưng. Cảm ơn quý vị khán giả. Cảm ơn chương trình đã dành cho một cái sự ưu ái đặc biệt. Hưng thấy là sẽ có rất là nhiều những ước mơ giống mình hồi xưa. Mình đã từng mê một ai đó, mình bắt chước mình hát giống theo như vậy. Và vô tình nó luyện cho mình cái cột hơi và cái sự mạnh trong cái cách hát đó. Và Vũ đã từng nói với Hưng rằng là bắt chước chính là một lời khen ngợi cao nhất. Thì ngày hôm nay cũng vậy, cái sự mà giống mình hoặc là ảnh hưởng để cho mình người ta phải bắt chước theo mình chính là lời khen ngợi cao nhất. Và Hưng hoàn toàn rất vui với điều đó. Thưa quý vị, là mới bước chân vô nghệ thuật đó, đâu có biết gì đâu. Mình phải có một cái điểm tựa. Cái khả năng mà hát giống cũng là trời cho và học hỏi, đâu phải là ai cũng giống được. Đúng, Giang nói đúng, đúng. Ngày xưa quay lại thời gian năm 97, là quý vị có thể nhắm mắt lại và nghe Hưng hát thì nghĩ đó là Thanh Lam hát, đúng, chứ không phải là Đàm Vĩnh Hưng. Mình đã từng yêu thích ai đó, mình đam mê, mình cuốn theo họ, thì nó vô tình nó tạo cho mình một cái niềm đam mê có nè, cái sự luyện tập có, phát âm nhả chữ hoặc là cột hơi có. Rồi cuối cùng mình có cái cơ bản đó rồi đó, mình ráng nào tách mình ra thì khán giả mới nhớ tới mình. Chính cái cách hát riêng tư của mình đó là có Đàm Vĩnh Hưng ngày hôm nay. Bây giờ nói về vấn đề thi cử, học tài thi phận, anh Hưng đã thi rất là nhiều cuộc thi. Anh bao nhiêu lần thi tiếng hát truyền hình anh? Thì riêng tiếng hát truyền hình không thôi là 8 năm, 8 lần. À, liên tiếp không? Liên tiếp không? Liên tiếp chứ, năm nào cũng thi hết trơn á. Vậy mà ban tổ chức vẫn cho đăng ký hả? Sao không, hồi xưa đâu có khó như bây giờ. À, tức là học rớt ngay từ vòng đầu rồi, không có nhớ. Tức là 8 lần đó thì lần cao nhất là giải gì anh? Giải tư, mời giải tư và Hưng người thứ 9. À, giải tư người ta cho đại trà vậy đó hả? Dạ. Yeah. Có anh có đẹp như giờ chưa? Mọi người có thể nhìn thấy cái đó trên YouTube, nó có cái ảnh Hưng hát một đoạn á, mặt trắng như mặt quỷ khi đánh phấn. Chúng ta cùng xem bản gốc ngày xưa tàn phá như thế nào. Đã cho anh nhiều như thế, chiến tranh dài như thế, nên có bao giờ anh nghĩ về anh. Anh xài kem trộn với sao mặt trắng dữ hả? Cái tóc của anh là ai hớt mà anh đâm bê vậy? Nhìn giống cái nào cơm điện hả? Cái đó là kiểu Pháp hả? Không phải Pháp, mà là Hồng Kông, Quách Phú Thành. À, Quách Phú Thành. À, bây giờ em hỏi một câu cuối cùng trước khi bước vào vòng thi đấu đầu tiên. Trong những vị khách mời ngày hôm nay, anh nghĩ ai sẽ là người biết anh ở đâu mỗi vòng? Năm người yên tâm đoán đúng: Dương Triệu Vũ, Hồng Ngọc, Hoài Lâm, Phượng Vũ và Thu Hằng. Vì Vũ Hà dạo này cũng hay nghe nhạc tin nhiều lắm, có thể cái đầu Vũ Hà có vấn đề. Còn anh Quang Linh tuy là hát nhạc xưa, nhạc trữ tình, nhưng sở thích của anh chỉ nghe nhạc ngoại không thôi. Anh cũng không mê Đàm Vĩnh Hưng lắm, anh thích Quang Lê hơn. Cho nên là có thể... Và bây giờ chúng ta sẽ nói đôi điều về luật chơi ở vòng thi đấu đầu tiên. Ở vòng này sẽ có 5 thí sinh bước vào 5 ô cửa, và anh Đàm Vĩnh Hưng sẽ là người bước vào ô cửa cuối cùng. Tất nhiên vị trí không ai biết. Và vòng chơi đầu tiên này chúng ta sẽ lắng nghe để bình chọn cho giọng ca không giống ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng nhất. Và ca khúc đầu tiên là một sáng tác của nhạc sĩ Duy Mạnh. Ô lại đây chỉ còn hai chúng ta. Ca khúc Khóc cho người đi. Ở lại đây chỉ còn hai chúng ta, nói ra đi những suy tư buồn phiền. Ngại ngùng chi vì ngày mai cách xa, sẽ không còn gì để oán trách nhau. Cái bài này anh hát lần đầu tiên là năm nào?
Bài này Hương hát năm 2005 ra cái album Giọt Nước Mắt Cho Đời. Thì nói gì thì nói, cái giọng hát mình mỗi ngày nó mỗi thay đổi, cho nên sau 13 năm thì nó sẽ có khác đi. Các em nó hiện tại là tuổi cách đây 13 năm của anh Hưng, thì có phải là lát anh Hưng vô thì sẽ không nhận ra anh Hưng không, mà sẽ nhận ra một cái cậu nào đó, ô nào đó là Đàm Vĩnh Hưng. Điều này chúng tôi xin lưu ý anh Quang Linh, đặc biệt ít nghe nhạc Đàm Vĩnh Hưng. Chúng tôi cũng xin lưu ý, trong chương trình này lúc đến rất vui vẻ, nhưng khi về xe ai nấy về, vì không còn thân thiết nữa. Có thể chuyến này là chuyến về Việt Nam cuối cùng của chị Ngọc không chừng, vì sau này không về nữa. Về đây chủ yếu chơi với Đàm Vĩnh Hưng, mà mấy mốc về không chơi nữa thì về chơi với ai? Bây giờ anh đã sẵn sàng chưa? Mời anh vào bên trong. Chúng ta lắng nghe, sau đó đi tìm giọng hát không giống Đàm Vĩnh Hưng nhất, ca khúc Khóc Cho Người Đi. Xin mời. Ở lại đây chỉ còn hai chúng ta, nói ra đi những suy tư buồn phiền. Ngại ngùng chi vì ngày mai cách xa, sẽ không còn gì để oán trách nhau. Đôi tình người dù lòng em đôi thay, trái tim thôi anh mong em được vui. Đừng bận tâm về chuyện hai chúng ta, cuộc tình mình xem như là cơn gió. Người tình ơi ta đã không sớm được với nhau, thì đành chia tay những giấc mơ mà thôi. Những ngày vui ta bên nhau ôi đẹp làm sao, lòng quặn đau nhìn về những ngày xưa. Tình thương như cũ sẽ không bao giờ làm quên, rồi ngày mai đã mãi mãi không còn nhau. Thôi đành chôn sâu trong tim một cuộc tình đau, giọt nước mắt khóc cho người đi. Đã có những sự hoang mang xuất hiện. Có xảo thuật gì trong này không vậy? Không hề có một cái xảo thuật gì hết. Xử lý âm thanh không. Ủa, hát live luôn. Tất cả đều live. 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 Okay. Thời gian mình chọn bắt đầu. Chết, chết. Chết hết. Xong. Xong. Thời gian mình chọn kết thúc. Đầu tiên xin hỏi chị Hồng Ngọc, chị đã chọn ai hát không giống anh Đàm Vĩnh Hưng? Hồi nãy chị có nghe số 1 chị cũng thấy không có giống nè, không có giống lắm nè. Với lại số 4 chị thấy không có giống lắm, tại số 4 hơi mỏng quá. Mỏng mà quá. Cũng hơi làm quá. Làm quá. Tức là cố quá thì nó lòi. Đúng rồi. Chị chọn số 4. Anh Quang Linh, người nghe nhạc Quang Lê nhiều, anh có thể nào chọn cho mấy một người hát không giống Đàm Vĩnh Hưng nhất? Đối với một cái phần mà để nghe rõ nhất là cái câu đầu tiên, bởi vì lúc đấy toàn bộ các cái trách nhạc khác nó chưa vào và cái tai mình tập trung cao. Dạ. Cho nên tôi chọn số 1. Cái phòng số 1 á, cái âm thanh nó khác khác nhất với năm cái phòng. Nó khác về lại. Hơi hay là về luyến lấy hay là về gì? Nó bị mỏng hơn. À, bị mỏng hơn là cố tình hát mỏng hả? Tại vì nghi ngờ năm cái vòng này là giả nè, còn vòng số 1 là thật. Cho nên mà mình lựa mà không giống nhất là vòng số 6. Số 6 thì em hơi phân vân. Thế mà cái lúc có đoạn trống âm giữa đoạn của người số 1 với người số 4 thì em vẫn chọn người số 4 ạ. Xin hỏi nhạc sĩ là chọn giọng ca nào hát không giống anh Đàm Vĩnh Hưng? Cái đầu tiên là mình vẫn thấy cái số 1 nó khác nhất. Khác biệt có nhất. Có nghĩa là không có giống anh Đàm Vĩnh Hưng thì chọn số 1. Có nghĩa là số 3. Em thấy số 2 là không giống nhất ạ. Rồi, bây giờ hỏi Dương Triệu Vũ. Tôi thấy 1, 2, 3, 4, 6 không giống. Có nghĩa là Dương Triệu Vũ nói rằng Đàm Vĩnh Hưng ở số 5 đó. Nhưng mà nói thiệt là tôi cũng đang hoang mang lắm. Hoang mang lắm. Và không muốn người anh mình phải bị rớt ở trong cái vòng đầu. Không, nhiều khi 6, 8 cái phiếu bầu đâu quan trọng bằng trăm mấy chục phiếu ở đây nữa. À, còn khán giả nữa đúng không? Nhưng tình nghĩa đâu nữa. Nếu chọn sai tình nghĩa đâu nữa. Vũ nghĩ là số 6 không phải là anh Hưng. Chúng ta gặp gỡ người đàn ông đang chảy những giọt nước mắt. Chúng ta cùng gặp gỡ nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đó. Những giọt nước mắt đã được lau khô. Anh thấy sao khi người ta đã chọn anh vậy, anh Đàm Vĩnh Hưng? Quả thật là có rất là nhiều những giọng hát giống mình kinh khủng. Các thí sinh đã làm cho những người thân thiết như cô Hưng cũng phải hoang mang. Bây giờ chúng ta sẽ hỏi và tất cả những vị khách mời chuẩn bị giơ tay để giơ con số mà nghĩ rằng Đàm Vĩnh Hưng đang đứng trong ô cửa đó. Nhạc sĩ Đỗ Đình Phúc nghĩ rằng anh Đàm Vĩnh Hưng đang ứng số 5. Ca sĩ Thu Hằng nghĩ rằng anh Hưng đang đứng số 5.
Hồng Ngọc nghĩ rằng anh Hưng đang đứng ở đâu? Số 5 luôn. Dương Chị Vũ số 5 luôn. Phượng Vũ số 6. Có hai người chọn giống nhau là Vũ Hà và Hồi Lâm, chọn anh là số 1. Đó, thấy chưa? Thấy chưa? Trong này sẽ có hơn 4 người sức mẻ tình cảm với Đàm Vĩnh Hưng. Đúng như anh Hưng nói, Quang Linh chỉ nghe nhạc Quang Lê. Bạn thân từ khi mới bước vô nghề lại chọn ngay cái người mà ở đây ai cũng nói là không giống Đàm Vĩnh Hưng nhất. Trời ơi anh Hà ơi, bạn bè cái gì vậy? Anh bây giờ toàn nghe mấy cái nhạc mà Cha Em Mới Ban Chiều không Hà? Chúng ta cùng đến với lượt bình chọn dành cho giọng hát trong mỗi ô cửa. Cay đắng ùa về. Đây là lượt bình chọn dành cho vị trí số 1. Đây là vị trí mà rất nhiều giám khảo khách mời nghĩ rằng hát không giống anh Đàm Vĩnh Hưng nhất. Và họ cho rằng bởi vì cái màu hoàn toàn khác biệt. Và bây giờ là lượt bình chọn ở vị trí số 2. Chúng ta hãy cùng chờ xem lượt bình chọn ở vị trí số 3. Vị trí số 4 sẽ mang về bao nhiêu lượt bình chọn? Và đây là vị trí số 5. Vị trí mà rất nhiều giám khảo khách mời nghĩ rằng đó chính là Đàm Vĩnh Hưng. Và vị trí cuối cùng, vị trí mà Dương Triều Vũ và Phượng Vũ nghĩ rằng là hát không giống Đàm Vĩnh Hưng nhất. Chúng ta đã biết thí sinh trong ô cửa nào phải dừng lại ở vòng đầu tiên. Tuy nhiên, những người đứng trong ô cửa thì không hề biết. Nếu như bây giờ định mệnh an bài, người bước ra trong ô cửa mà quý vị thấy con số cao nhất là anh Đàm Vĩnh Hưng, thì cay đắng sẽ đến với hai ba người ở dưới. Hãy chờ xem cái ô cửa mà có con số to đùng đó có phải là Đàm Vĩnh Hưng hay là không. Tôi ước mong bây giờ anh Đàm Vĩnh Hưng bước ra ngay từ đây. Thật lòng mà nói luôn, mở ô cửa số cao nhất. Em nhìn đi, em hơn người ta có một phiếu thôi. Mà một phiếu đó là từ đâu? Người đàn ông áo đen đeo kính, anh Vũ Hà đã chọn em, Dương Chị Vũ chọn em và Phượng Vũ chọn em. Nếu một trong ba người đó chọn số 1 hoặc những số khác, em vẫn còn ở lại với chương trình. Bây giờ chúng ta có một việc nữa hấp dẫn không kém, là đi tìm anh Đàm Vĩnh Hưng. Đây là ô cửa số 5, nơi mà những ca sĩ tên tuổi của làng nhạc Việt showbiz thành phố Hồ Chí Minh nghĩ rằng đây là Đàm Vĩnh Hưng. Thậm chí có cả nhạc sĩ anh Quang Linh cũng nghĩ đây là Đàm Vĩnh Hưng. Buông ra cho chú mở con, sao kéo lại vậy? Buông ra. Không ai chịu mở. Thì đó nghĩa là gì? Là không có anh Đàm Vĩnh Hưng trong ô số 5. Không phải anh Đàm Vĩnh Hưng nằm ở số 5 thì ô số mấy? Ô số 3. Không thể tin được. Em vào đây anh Hưng nè em. Đấy, gặp thần tượng rồi, ôm liền đỡ gì nữa. Xém bị rớt luôn. Chúng tôi tha thiết xin mời anh Vũ Hà và nam ca sĩ Hoài Lâm mời đứng dậy. Vỗ tay nồng nhiệt. Cảm ơn. Cảm ơn anh và cháu. Mời tất cả những người còn lại. Thực ra xoay ghế vào bên trong, đừng nói gì nữa cả. Không phải, tại Kỷ bảo là tìm giọng không giống lúc thôi, cho nên là tụi Ngọc không thôi. Có chú ý cái người là hát giống nhất anh chỉ Hưng. Tìm giọng không giống thật thôi. Thật sự là như vậy. Luôn cho nên có là... luôn có giải thích cho những sự sai lầm. Không phải, đó là thiệt. Chứ không là mình nghe anh Hưng là biết liền. Phải trừng phạt những người chọn số 1 là không phải anh Hưng kìa. Không lẽ gì mình hay vậy? Nhưng mà ý đó không là nhớ nha. Tôi nè. Còn một người nữa. Trời ơi, anh em mười mấy năm mà nhục quá. Thôi anh bây giờ nói câu công bằng đi. Đúng là cái chữ ngờ mình phải học cho tới già
vẫn học chưa xong cái chữ ngờ đó. Chết thiệt chứ. Mấy ai học chữ ngờ giờ đành tái trắng. Bây giờ mình sẽ đến với chàng trai này. Em hãy tự giới thiệu đi. Dạ, em chào anh Hưng, anh Trường Giang, quý vị khách mời cùng tất cả quý vị khán giả trong trường quay ngày hôm nay. Dạ, em tên là Eco Vũ Vũ. Năm nay Vũ nhiêu tuổi rồi? Dạ, năm nay em 25 tuổi. Ngoài đi hát là mình làm gì nữa không? Dạ, công việc của em hiện tại là em đang sáng tác nhạc với lại đi hát. Em sáng tác thể loại nhạc gì? Đủ thể loại hết trơn luôn anh. Hát bài mới nhất và hay nhất để cho các anh chị nghe. Dạ, một ca khúc của em viết em tặng riêng cho gia đình em và tặng chung cho tất cả quý vị. Ca khúc đã mang tên Gia đình của tôi. Con viết riêng bài hát này tặng cho gia đình yêu dấu, một gia đình chẳng hề bình thường của chúng ta. Con lớn lên xưa biết bao điều, tự nhiên hồn nhiên và ấm áp từ những vòng tay dịu êm của những người thân thương. Giây niềm vui rồi có phút nỗi buồn, nụ cười tươi vui luôn hé trên môi của anh của cha, dù gánh nặng lo to. Mẹ kề bên ủi an những lúc con vấp ngã, cha đưa đôi tay nhẹ nhàng xoa đầu con và khẽ mỉm cười. Anh chị em sẽ chia, dù ngày tháng khốn khó ra sao thì ta cùng nhau mạnh mẽ vượt qua, vì gia đình ta như một. Mẹ kề bên ủi an những lúc con vấp ngã, cha đưa đôi tay nhẹ nhàng xoa đầu con và khẽ mỉm cười. Anh chị em sẽ chia, dù ngày tháng con khó xa sao thì ta cùng nhau mạnh mẽ vượt qua, vì gia đình ta như một. Nếu một mình ta trên đời này chắc sẽ cô đơn lắm. Thầm cảm ơn gia đình sâu yêu. Chúc em ngày càng thành công. Nếu viết bài nào hay gửi cho anh Đàm Vĩnh Hưng gấp. Dạ, em có một ca khúc là muốn nhờ anh Đàm Vĩnh Hưng hát rồi. Hát câu B nghe thử coi. Anh đi rồi hàng cây như nín lặng, anh đi rồi có hoa cũng biết buồn, buồn vì chẳng ai nâng niu như ngày nào, buồn vì chẳng thể nào được đi đâu, buồn vì nhớ anh. Cảm ơn em. Rồi, cảm ơn em. Cảm ơn anh Đàm Vĩnh Hưng một cái nữa. Ngày hôm nay có nhiều điều thú vị, và điều thú vị nữa là đến từ cậu vừa rồi. Hồi nãy cậu ấy mang về 37 lượt bình chọn là cao nhất, và đứng nhì là Đàm Vĩnh Hưng 36 lượt bình chọn. Xém rớt chứ không phải chơi đâu. Kính thưa quý vị thân mến, vòng chơi đầu tiên thì có một bạn phải dừng lại. Bây giờ sẽ là luật chơi vòng thứ hai. Sẽ có một ô cửa tắt đi, còn lại 5 ô cửa các thí sinh tiếp tục thay đổi. Âm nhạc cất lên, vị trí nào hát đèn bật sáng, và vòng 2 tiếp tục đi tìm người hát không giống Đàm Vĩnh Hưng nhất. Ca khúc được chọn là một bài hát vô cùng quen thuộc, Xin lỗi tình yêu. Anh nói sẽ đưa em đi suốt cuộc đời, mà sao không đưa được đoạn đường em đi. Anh nói sẽ ôm em khi gió đông về, mà giờ đây một mình em đứng trong mưa. Bài này là mình hát năm mấy anh? Năm
3, 4, 3. Lấy ba. Thì cái bài này là cơ duyên nào mình đến được? Là do Hồng Ngọc giới thiệu hay là tự mình liên lạc anh? Bài hát này Hưng được nhạc sĩ Minh Nhiên gọi điện thoại trực tiếp tới, gần như là ép buộc luôn á. Ép luôn hả? Ép luôn. Hưng tới thẳng phòng thu và anh Nhiên đàn hát cho nghe một lần, và bước phòng thu, phòng thu luôn. Và khi mà cho một vài người bạn nghe xong là họ đoán chắc chắn bài này sẽ là hit liền. Và cái bài hát này nằm trong cái album năm đó của Hưng. Album đó nó phát hành ra tới có 10 bài hát mà 6 bài hit trong cùng một lúc, trong một năm luôn. Nếu như cái thời điểm ngày xưa là 1-2 bài hit đã là mừng rồi, còn Hưng ra 10 bài mà 6 bài hit. Cái bài này Hưng thu 2003, cách đây 14 năm. Bây giờ Hưng hát với một tâm thế mới, rất có thể sẽ làm cho mọi người sẽ hoang mang và sẽ chọn sai một lần nữa. Anh sẵn sàng chưa? Mời anh bước vào bên trong. Anh nói sẽ đưa em đi suốt cuộc đời, mà sao không đưa được đoạn đường em đi. Anh nói sẽ ôm em khi gió thầm về, mà giờ đây một mình em đứng trong mưa. Anh nhớ lần đầu tiên trông thấy nụ cười mà em trao cho người lạc đường yêu đương. Anh biết từ đây anh sẽ dối em, dù con tim thật lòng với người anh yêu. Ngàn lần xin tha thứ, xin lỗi em, ngàn lời xin lỗi em. Tin em quên đi những lời yêu anh đã trao cho em trong tâm đáy lòng. Xin hãy quên anh một kẻ đã tình chìm trong say đắm lạc lối yêu đương. Anh nhớ lần đầu tiên trông thấy nụ cười mà em trao cho người lạc đường yêu đương. Anh biết từ đây anh sẽ dối em, dù con tim thật lòng với người anh yêu. Thời gian mình chọn bắt đầu. Thời gian mình chọn kết thúc. Chị Hồng Ngọc vẫn còn hoang mang rất là nhiều. Chị chọn số mấy hát không giống anh Đàm Vĩnh Hưng? Chị chọn một người hát không giống Đàm Vĩnh Hưng mà giống Hồng Ngọc được không? Để giờ tôi nghe sao cái thứ hai nó giống tôi hết rồi á. Thứ hai á, chị thấy không giống anh Hưng mà giống chị. Anh đã trao cho em trong tâm đáy lòng. Chị có biết là anh Hưng đang giả chị không? Mặc chị hoang mang quá, về chắc chị bệnh luôn. Tham gia trong chương trình này về chị bệnh. Chị nghĩ là số 2 là không phải anh giống, không giống giọng anh Hưng nhất á. Anh Quang Linh, anh chọn là chỗ mố hè. Tại vì do là cái bài này á, 14 năm sau anh hát nó khác đi rồi. Bây giờ anh hát khác đi mà tôi nghe bài rất là kỹ, hiểu không? Cho nên bây giờ giọng anh đã khác rồi. Nếu mà tôi có chọn sai là do chính anh ý, nhưng mà do tôi rồi, tôi chọn số 3. Cảm ơn anh Quang Lê. Á lộn, anh Quang Linh. Hằng, em chọn số mấy? Em chọn số 2 ạ. Anh Phúc chọn số mấy? Chắc ở đây mọi người cũng đoán được là anh Đàm Vĩnh Hưng ở đâu rồi. Cho nên là mình biết anh Đàm Vĩnh Hưng ở đâu thì mình nói nó dễ, cái không giống.
Cho nên mình đoán không giống là số 4. Anh Vũ Hà chọn số mấy là không giống? Số 5. Số 5 không giống nhất theo thấy anh? Thấy mỏng nhất. Mỏng quá anh hả? Mỏng. Mỏng quá. Lâm chọn số mấy hát không giống? Dạ, con chọn số 2. Bởi vì số 2 là hát giống cô Hồng Ngọc nhất. Phượng Vũ chọn số mấy? Dạ, em chọn ô số 4 á. Tại vì ô số 4 thì anh ấy có hát cái câu là mà giờ đây một mình anh đứng trong mưa. Như anh hát này, một mình anh đứng trong mưa. Anh Đàm Vĩnh Hưng thì phát âm rất là chuẩn ạ. Cho nên là em nghĩ là... Tức là sai Vĩnh... chính tả đúng không? Dạ vâng ạ, chắc chắn là ô số 4 không phải anh Đàm Vĩnh Hưng ạ. Diêu Triệu Vũ. Cái nhấn nhá phát âm thì có thể giả được, nhưng cái âm sắc rất là khó giả. Thì bây giờ Vũ sẽ nói thẳng luôn là anh Hưng đứng đâu luôn. Nói. Anh Hưng đứng ngay số 3 và số 5 thì Vũ anh sẽ Hưng đứng chọn... số 5 theo số... chị. Không, anh Hưng đứng ngay số 3 và Vũ sẽ chọn số 5 tại vì số 5 Vũ cảm thấy ít giống nhất. Chị đánh cược game là chị nghĩ là số 2 là không giống nhưng mà số 5 là anh Hưng đang đứng đó đó. Số 5 không phải anh Hưng chắc chắn, em nghĩ anh Hưng đứng ngay số 3. Anh Đàm Vĩnh Hưng chưa biết đứng ở đâu. Chứ ở ngoài đây là thấy một cái sự ẩu đả về tinh thần lẫn nhau. Mình phải rút kinh nghiệm là cái dòng hồi nãy là chị Hồng Ngọc đoán sai bét. À, chị Hồng Ngọc nói là vị trí số 5. Anh Hưng đang đứng số 5 và chị chọn cái người hát không giống là số 2. Em nói anh Hưng đứng số 3, em chọn người số 5. Đây là lần đầu tiên trong chương trình Ca Sĩ Giấu Mặt có một sự cãi vã không hề nhẹ trên ghế của những vị khách mời. Bây giờ là nửa bài hát còn lại. Ngàn lần xin tha thứ, xin lỗi em. Ngàn lời xin lỗi em. Xin em quên đi những lời yêu. Anh đã trao cho em trong tận đáy lòng. Em hay nước mắt nghe anh muốn ôm em lao hết ưu phiền. Xin hãy quên đi một giấc mơ buồn, xin hãy quên anh một kẻ đã từng chìm trong say đắm lạc lối yêu. Hãy quên đi một giấc mơ buồn, xin hãy quên anh một kẻ đã tình chìm trong say đắm lạc lối yêu. À, xin chào tất cả mọi người, xin chào tất cả các bạn thí sinh ngày hôm nay. Xin chào chị Hồng Ngọc. Đi dài luôn đi rồi, bực mình quá. Mình có bà con với chị Ngọc không? Dạ, cái đấy thì em cũng không biết rồi. Nói chung là chúng ta biết là không bà con gì hết. Vậy mà vẫn chọn Đàm Vĩnh Hưng. Thiệt tình, ca sĩ hát bao nhiêu năm, anh tôi thương lắm cái gì. Phải, sợ là anh giả này á, anh làm cho khác đi mình. Ngoài đây có phường 7 quận Phú Nhuận, mời chị lên trình bày. Bây giờ là lượt bình chọn dành cho từng giọng hát trong từng ô cửa. Có một ô cửa mang về lượt bình chọn thấp nhất 11 lượt bình chọn. Đó là ô cửa thuộc về nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Và sau đây sẽ là một con số. Con số của người em của ca sĩ Hồng Ngọc. 21 lượt bình chọn. Và có 19 lượt bình chọn sẽ dành cho một thí sinh sau ô cửa số 4. Hai thí sinh sau đây sẽ có một người phải dừng lại. Một người mang về 23 lượt bình chọn và một người mang về 26 lượt bình chọn. Và 26 lượt bình chọn thuộc về thí sinh số 1 là điều không thể.
Và điều đó đã thuộc về thí sinh số 2. Cảm ơn các thí sinh còn lại, mình vào bên trong tiếp tục chuẩn bị. Rồi mình ở đây trò chuyện với Đàm Minh Hưng. Trước tiên thì cho em xin gửi lời chào tới toàn thể các anh chị khách mời cùng với toàn thể các bạn ban giám khảo và anh Trương Giang, và đặc biệt là chào bá Đàm Minh Hưng. Em xin giới thiệu, em là Nguyễn Thái Sơn. Là em đấy hả? Dạ. Ồ, chỉ là trên Facebook không biết tên Nguyễn Thái Sơn mà không bao giờ nhìn mặt người này. Rồi. Dạ. Ồ, đây đã là đây. Ồ, bất ngờ thiệt. Hồi nãy có inbox rằng là cả gia đình con vào đây để gặp bà Hưng. Nói, con đang ở đâu mà đã gặp? Nói, bất ngờ, chiều biết. Thì mình nghĩ tức là để xem chương trình thôi, không nghĩ là cậu đi thi rồi. Trời ơi, nhà mình ở đâu? Dạ, em nhà em ở Nghệ An ạ. Hát nhạc của ba từ khi nào? Dạ, cùng hơn 10 năm rồi. Hơn 10 năm dạ, hả? Dạ, em hâm mộ ca sĩ Đàm Minh Hưng từ khi em còn nhỏ thế này này. Mà không riêng em, mà cùng cả gia đình em cũng đều hâm mộ ca sĩ Đàm Minh Hưng. À, ông cái đi. Trời ơi. Cái bài này không phải là bài em hát giống nhất. Bài nào hát giống nhất, ví dụ, nói thôi cũng được. Hàn Bạc Tử, bài Hàn Bạc Tử. Công việc chính của em là gì? Thì công việc chính của Sơn thì thỉnh thoảng có cái số đám cưới thì vẫn cứ đi hát, còn ngoài ra vẫn đi hát rong bán kẹo kẹo. Dạ. Yeah. Dạ. Khi mà em đi hát thì khi cất lên thì ai cũng nghĩ là Đàm Minh Hưng. Yeah. Đều là ùa lên và vỗ tay. Nghe rất là bất ngờ và xúc động. Bà không hề biết Thái Sơn hát đi bán kẹo kẹo. Cảm ơn con đã yêu thích giọng hát của bà Hưng từ hồi bé tới giờ. Cảm ơn. Có như là mình đã phải dừng lại vòng 2 rồi. Dạ. Thì lát nữa mình gặp nhau ở phần cuối. Vâng. Thì bây giờ đâu còn thi cử gì nữa đâu, đúng không? Bây giờ hát cái bài Hàn Mạc Tử. Dạ. Hát mà 9-10 đi. Dạ, sau đây thì tại sẽ xin gửi tới toàn thể quý cô chú anh chị với toàn thể mọi người có mặt tại trường quay một ca khúc. Ca khúc được mang tên Hàn Mạc Tử. Hàn Mạc Tử xuôi về quê cũ dấu thân nơi nhà hoang. Mộng cầm ơi, thôi đừng thương tiếc túi cho nhau mà thôi. Tình đã lỡ, xin một câu hứa kiếp sau ta trọn đời. Còn gì nữa, thân tàn xin để một mình đơn côi. Tìm vào cô đơn, đất quý nhân gầy đón chân chán đêm. Người xưa nào biết, chốn xưa ngập đường pháo cưới kết hoa. Chốn hoàng liêu tiêu sơ hạn âm thầm nghe trắng vỡ. Xót thương thân bơ vơ cho đến một buổi chiều kia. Trời đất như quay cuồng khi hồn phách vút lên cao. Mạc Tử nay còn đâu? Trăng vàng ngầm, trăng ngân tình chưa phí. Ta nhìn trăng khốn xiết ngậm ngùi chờ. Hay quá, quá hay luôn, hay quá. Thực ra là em giống, tại vì cái bài này không tự tin chứ hát bài này trời, bước chân cái gót đi nọ kia là chân y chang luôn. Giống, công nhận giống thiệt. Bây giờ vậy, mình mới hát cái bài đó nó hơi êm đềm. Bây giờ em hát một cái bài này mà sôi động nhất của ba Hưng á. Anh với anh Đạp Hưng đứng đây luôn, đứng đây luôn, mà đứng đây luôn. Xem em trình diễn một đoạn cũng được nha, mà nó gọi là remix giống y chang Hưng á. Được không? Dạ được ạ. Rồi, âm nhạc chuẩn bị, vô. Come on, no, no. Ah,
cơn mưa qua vội vã, đêm đơn côi lạnh giá. Anh nhớ em ngày qua, cả trong giấc mơ vẫn còn thốn thức. Khi xa em lòng nhớ, ngày buồn đến thẫn thờ. Chỉ phút giây mà ngờ, đời trống vắng bước ra đêm quanh hiên. Hay quá. Đầu tiên cái em bước lên cái chân này này là anh ta phái rồi. Xong em làm cái này nữa, anh phái nữa. Trời ơi, em ơi, một ngày coi cái DVD 18 lần không? Không tệ, nhưng mà ngày xưa thì ngày nào đi học thì em cũng hát nhạc Đàm Vĩnh Hưng hết á. Cái đi học ngày nào cũng hát nhạc của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng hết, khi nó còn nhỏ cho tới lớn. Dạ, cho nên bây giờ nó bị nhiễm vào máu rồi. Và ở quê Nghệ An thì ai cũng gọi em là Sơn Đàm. À, Sơn Đàm. Dạ rồi, là Sơn Đàm. À, Sơn Đàm, vỗ tay cho Sơn Đàm bà con ơi. Như chị vừa nói, nó không phải là bắt chước nữa mà nó đã ở trong máu của đúng bé rồi. Cái nhướng chân mày và cách hát cái đưa micro này khá là giống lắm. Chia tay cũng tiếc thiệt, thật ra là muốn em hát hai bài nữa mình coi nhá. Đã, nhưng mình thích nhá. Bây giờ mình xuống dưới mình đợi chút xíu nữa, phần cuối còn hát nữa. Rồi, chào Sơn Đàm. Đó. Rồi. Chưa có một cái số ca sĩ chính nào mà nó khốc liệt như cái số này. Nó khốc liệt ở cái chỗ phong cách, nó khốc liệt ở cái chỗ bí ẩn, nó khốc liệt ở cái chỗ là sự cãi vã của những khách mời. Và kính thưa quý vị thân mến, vòng thứ ba chúng ta tiếp tục tắt đi một ô cửa và vị trí tiếp tục thay đổi. Rất nhiều bài hát các bạn yêu cầu để lựa chọn cho vòng chơi thứ ba này. Và hiện tại bộ phận kỹ thuật đang lựa chọn bài hát. Trong thời gian chờ đợi đó, chúng ta đến với một cặp đôi vô cùng dễ thương và giọng hát hòa hợp đến không ngờ, Hồng Ngọc và Đàm Vĩnh Hưng. Và thưa quý vị, tiết mục sau đây là tiết mục lần đầu tiên có trong lịch sử, trong suốt 20 năm ca hát của Hưng, khi một tiết mục được dàn dựng tam ca với một dàn bè, với những người vô cùng nổi tiếng đình đám đang ngồi phía dưới. Viên Vũ Hà sẽ là múa minh họa bắt nhịp ca khúc đầy kỷ niệm của chúng tôi, Vùng Trời Bình Yên. Đứng lên luôn các bạn ơi, đừng có ngồi nữa. Đứng lên luôn. Hồng Ngọc đâu, điệu nhảy bất hủ Hồng Ngọc đâu. Sương mây đang tan nhanh, mặt trời vẫn tươi nắng tươi lung linh ấm nồng. Khi cơn mưa vụt qua, tình yêu đưa ta thoát cơn phong ba bão giông. Khuấy lấp những đêm dài, trên lưng chiếu say cho em yêu đời, xóa hết những nghi ngờ, tình yêu như khúc ca. Vòng tay trao hơi ấm rộn rã, đôi tim mừng vui gặp gỡ trong ngày mới nắng say từ giờ ngập lên. Nắng len qua hàng cây, gió mơn man đùa là nơi đạt bước chân vui hạnh phúc, nắm tay ta về vùng trời bình yên. Nắng len qua hàng cây, gió mơn man đùa là nơi đạt bước chân vui hạnh phúc, nắm tay ta về vùng trời bình yên. Nắng len qua hàng cây, gió mơn man đùa là nơi đạt chân vui hạnh phúc, nắm tay ta về vùng trời bình yên. La 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 la. Cảm ơn chị Hồng Ngọc và Duy Vũ rất là nhiều. Bây giờ vòng thứ ba như đã nói, một ô cửa tắt đi và vị trí tiếp tục xáo trộn. Chúng ta tiếp tục đi tìm dòng ca không giống Đàm Vĩnh Hưng nhất. Ca khúc được chọn, Thành Phố Buồn.
thành phố nào nhớ không em, nơi chúng mình tìm phút êm đềm. Thành phố nào vừa đi đã mỏi, đường quanh co quyện gốc thông già, chiều đàn tay nghe nắng chan hòa, nắng hôn nhẹ làm hồng môi em, mắt em buồn trong sương chiều anh thấy đẹp hơn. Sao tự nhiên anh lại có một cái ý định là hát những bài nhạc xưa và những bài nhạc buồn, những bài nhạc tình như vậy? Năm 2006, Hương bắt đầu thấy sự thoái trào của nhạc trẻ, bắt đầu có những bài hát nó không còn tuổi thọ quá lâu, và Hương tự nhìn thấy rằng là phải tìm ra một cái hướng đi riêng cho mình. Và lúc đó mà cái thị phần của nhạc xưa chưa có ai can thiệp quá nhiều, và Hưng quyết định Hưng tấn công bằng một dự án riêng của mình là Giả Khúc Cho Tình Nhân, tính từ số 1 cho tới số 10 là sẽ chấm dứt. Có một lý do sâu hơn và cao hơn nữa là hồi đó Hưng hát gào thét dữ lắm, Hưng làm sùm trời mây, Hưng lăn ngoài sân khấu, Hưng bật ngửa ra, Hưng leo cục điện, hát làm các kiểu. Vậy này em nói là sai rồi, em nói là anh chưa xiết. Những cái cột sắt vậy này là anh thường xuyên leo trên trển, bỏ cái chân vô xong bật ngửa xuống hát là thường xuyên luôn. Có một số phụ huynh á không có ưa mình, không có cho con mình nghe nhạc của Đàm Vĩnh Hưng, tại nó gào thét quá, điên, nhức tai, nhức óc, khùng quá. Thế là Hưng mới nghĩ rằng là mà sao phải làm lấy lòng phụ huynh trước. Đó, khi mà họ thích rồi, con cái phải nghe theo. Thế là Hưng tấn công bằng cái bài hát Thương Hoài Ngàn Năm trước. Sau đó Hưng tấn công theo cái bài là Xin Dìu Như Đến Tình Yêu. Và thấy bắt đầu họ hơi bắt đầu dính chưởng rồi. Được, được rồi đó, là, em ơi. Hưng tấn công luôn cả một album. Hưng là ca sĩ Việt Nam duy nhất sau năm 1975 là thắng những giải thưởng âm nhạc tại Việt Nam bằng nhạc xưa. Nếu như bây giờ mà chị Hồng Ngọc mà đoán sai một lần nữa là chị Ngọc sẽ lọt vào top những người tìm không ra bạn của mình. Top đó chỉ có khoảng chừng 6 người thôi. Chị sẽ là người thứ 6. Giả bộ thôi à, nãy giờ gì giả bộ, làm cho nó gây cấn thôi. Dạ, không? Mình phải làm cái đó. Khán giả truyền hình đã xem hồi nãy giờ rồi, họ biết giả bộ hay là không. Và bây giờ tất cả mọi thứ đã sẵn sàng, chúng ta đến với Thành Phố Buồn. Thành phố nào nhớ không em, nơi chúng mình tìm út em đêm. Thành phố nào vừa đi đã mỏi, đường quanh có quyện gấp thông xa, chiều đàn tay nghe nắng chan hòa, nắng hôn nhẹ làm hồng môi em, mắt em buồn trong sương chiều anh thấy đẹp hơn. Một sáng nào nhớ không em, ngày chủ nhật ngày của riêng mình. Thành phố buồn nằm nghe khói thoảng, người lương thưa chìm dưới sương mù, quỳ bên em trong góc sau đường, tiếng kinh cầu đẹp mộng yêu đương. Chúa thương tình sẽ cho mình mãi mãi gần nhau. Rồi từ đó vì cách xa duyên tình thế nhạt nhòa, rồi từ đó chốn phong ba em làm dấu nhà người, âm thầm anh tiếc thương đời, đau buồn em không chia phôi. Anh về gom góp kỷ niệm tìm vui. Thành phố buồn lắm tơ vương, cơn gió chiều lạnh buốt tâm hồn, và con đường ngày xưa lá đổ, giờ không em soi đá u buồn, giờ không em hoang vắng phố phường, tiếng chuông chiều trầm trầm thế lương, tiễn đưa người quên nuôi đồi quên cả tình yêu. Bây giờ công việc là phải tìm ra người hát không giống Đàm Vĩnh Hưng nhất. Xin mời.
thời gian bình chọn kết thúc. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Hồng Ngọc đã chọn vị trí nào hát không giống với Đàm Vĩnh Hưng nhất? Số 1. Anh Linh chọn số mấy Linh? Anh bấm ở trong máy là số 1. Cảm ơn anh. Nhưng mà anh vẫn muốn chọn là số 4. Thú Hoàng chọn số mấy? Dạ em chọn số 2 ạ. Anh Phúc anh chọn số mấy? Cũng chọn số 2 thôi. Anh Hà anh chọn số mấy? Số 2. Hoài Lâm chọn số mấy? Số 1 luôn. Dưới Chư Vũ chọn số mấy? Số 1. Số 1 luôn. Em cũng chọn số 1 ạ. Làm như ở dưới này biết Đàm Vĩnh Hưng ở đâu phải gì tự tin dễ. Biết mà. Chị đã biết anh Hưng ở ô số mấy rồi thì những cái số còn lại, cái số còn lại là chị biết chắc là không phải anh Hưng, chị nên chọn đại, số nào cũng biết đó là người không vậy phải anh. Vậy bây giờ anh ở đâu nè? Chị nói anh, một câu. Anh Hưng thì đang ở ô số 4. Yes. Ở đây rất tự tin, nghĩ rằng anh Hưng là ở số 4. Và bây giờ là nửa bài hát còn lại, xin mời. Rồi từ đó vì cách xa duyên tình thế nhạt nhòa, rồi từ đó trốn phong ba em làm sầu nhà người, âm thầm anh tiếng thương người, đâu buồn em khóc chia phôi, anh về gom góp kỷ niệm tiếng vui. Thành phố buồn lắm tơ vương, cơn gió trời lạnh buốt tâm hồn, và con đường ngày xưa lá đổ giờ không em soi đá u buồn, giờ không em hoang vắng phố phường, tiếng chuông chiều trầm trầm thế lương, tiễn đưa người quên núi đồi quên cả tình yêu. Tiếng chuông chiều trầm trầm thế lương, tiễn đưa người quên núi đồi quên cả tình yêu. Việc đầu tiên chúng ta phải nói ngay là hồi nãy đã có một camera theo sát mặt vào Hồng Ngọc, tức là khi vị trí số 3 chuẩn bị mở là hên quá đúng rồi, chứ anh mà bước ra từ đó là chắc đập đầu vô bàn luôn. Và bây giờ chúng ta bắt đầu đi tìm bình chọn dành cho mỗi giọng hát. Sẽ có tất cả là 23 lượt bình chọn dành cho vị trí số 3. Có 27 lượt bình chọn dành cho vị trí số 2. Còn lại hai vị trí của số 1 và của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Một vị trí mang về 34 lượt bình chọn và một vị trí mang về 16 lượt bình chọn. 34 lượt bình chọn thuộc về vị trí số 1. Và như vậy, vị trí số 1 mình không may mắn. Bây giờ vậy, mình bước qua bên kia, mình đứng với anh Đàm luôn nè. Đó. Mình giới thiệu cho quý vị khán giả xem đài biết. Em xin giới thiệu, em là Nguyễn Chí Thành ạ. Hiện nay mình đang làm gì? Dạ, em ca sĩ đường phố thôi anh. Rồi mình công việc chính là mình hát đường phố, rồi mình kiếm thu nhập từ đó luôn hả? Dạ đúng rồi anh, ngày nào em cũng đi bán mà. Thì chỉ trời mưa thì gió em không đi bán. Mình bán kẹo hả? Dạ, bán kẹo kéo anh. Thì ngoài cái nhạc của anh Hưng mình hát ngoài đường phố thì mình có hát nhạc của ca sĩ nào khác nữa không? Dạ em ít lắm anh. Em hâm mộ anh Hưng từ cái thời Bình Minh sẽ mang em đi ấy. Rồi từ đấy, từ hồi em đã banh ở Quảng Ninh cơ. Em cách đây khoảng mười mấy năm rồi. Đá banh gì Quảng Ninh? Trước em đá banh cho đội tuyển trẻ Quảng Ninh mà. À là cầu thủ. Cái bài mà hát thường nhất khi mình đi bán kẹo là bài gì? Thì chợ đông em cũng hay hát. Em đi hát này thì nói chung là cũng nhiều người bảo là hát giống, mà có nhiều người ta nói là cũng nên tập thêm nữa. Cho nên là em cũng từ từ rút kinh nghiệm. Qua chương trình này thì cũng rút được nhiều kinh nghiệm rồi. Rồi mình có gia đình chưa? Dạ em có rồi, hôm nay vợ em với con em đi xem ạ. À thấy rồi, vỗ tay. Hay quá. Là mình hiện tại mình sống ở thành phố Hồ Chí Minh luôn? À không, không em sống ở Tây Ninh ạ. À tức là từ vợ con từ Tây Ninh xuống đây luôn? Vâng ạ. Rồi công việc nó thu nhập tốt không? Dạ cũng ế lắm anh ạ. Bình thường thì đi bán kẹo kéo này thì có ngày hên thì người ta mua nhiều, có ngày không hên thì người ta mua ít. Nhưng mà đa phần em bán chỉ được 200 là cao.
200 cây là 200.000. 200.000 là tiền lời đấy, gọi là ngày nào đi đi sớm về khuya đấy, từ 5 giờ chiều đến khoảng 12 giờ giờ đêm ạ. Mình có nghĩ là mình sẽ sử dụng cái giọng hát đó mình đi làm một công việc khác không, hay là mình cứ làm công việc đó thôi? Có nghĩ, nhưng mà thực ra mình vẫn còn phải tập luyện nhiều ạ. Mình phải có người dìu dắt mình mà dạy mình cách, thì em cũng đang ước mong như vậy ạ. Hôm nay gặp anh Hưng lần thứ mấy? Là em lần đầu tiên gặp ở ngoài đời, còn em gặp trên TV nhiều rồi. Dễ thương. Bây giờ mình tâm sự về cuộc đời rồi, bây giờ mình hát một bài để mình tặng cho quý vị, với lại mình sẵn mình thể hiện tài năng mình luôn, tặng anh Hưng luôn, cho anh Hưng biết luôn. Sau đây em xin gửi tới quý ban giám khảo anh Hưng ạ, dạ, và anh Trường Giang và mọi người xem truyền hình một ca khúc mang tên Chờ Đông ạ. Dạ, em rất mong anh Hưng hát của chuyên gia một vài câu ấy. Chơi luôn. Chơi luôn, vỗ tay, hay quá. Em ơi có phải ngoài trời đang mưa, em ơi có phải trời đã sang đông, mùa đông sáng vắng anh đang chờ, mùa đông ai ân anh đang tìm, tìm màu áo cưới cho em. Ô hai mắt mình lại buồn hay sao, khi anh đã nguyện một đời yêu em, dù cho nét môi kia phai mờ, dù cho mắt xanh kia hững hờ, và dù năm tháng phôi pha, ta quen biết nhau khi tàn xuân, ta yêu thiệt tha khi hè sang, và khi thu đến anh gom anh sao cho đêm đêm kết thành vương miện, để mùa đông đám cưới đôi người. Em ơi xích lại thật gần bên anh, cho em nở một nụ cười xinh xinh, từ đây những đêm trăng thanh bình, mình không lẻ loi không u sầu, nguyện cầu ta mãi bên nhau. Từ đây những đêm trăng thanh đầy, mình không lẻ loi không u sầu, nguyện cầu ta mãi của mọi người. Như vậy là chúng ta tạm thời chia tay một thí sinh vừa rồi trong vòng 3. Bây giờ còn hai bạn, bây giờ mình sẽ lần lượt giao lưu và mình hát tặng cho tất cả mọi người cũng như quý vị khán giả xem đài. Bây giờ mời em giao lưu trước đi. Lời nói đầu tiên em xin được gửi lời chào thương thương và trân trọng nhất. Em tên là Khánh Trần. Khánh Trần. Nghe cái chữ và lời chào thân thương và trân trọng nhất là ca sĩ. Em bước vào nghề được 13 năm rồi và đây là lần đầu tiên em được đứng tại một sân khấu như thế này. Em rất là thần tượng anh nên hôm nay em có mặt ở đây. Em không biết anh Hưng còn nhớ không, khi mà em đi hát ca sĩ lót cho đoàn ca nhạc Minh Dũng Duy Ngọc thì em có gặp anh Hưng một lần. Và anh Hưng có nói với em là anh Hưng cũng có xem em hát bài Nửa Đêm Ngoài Phố. Dạ là em. Dạ em Hoàng Thiên Khánh ạ. Ồ đây hả? Dạ. Đúng rồi anh. Hôm nay đẹp trai hơn nhiều. Dạ. Nhìn không ra. Hạnh phúc hơn nữa nếu mà được là một người đệ tử mà xa của anh Đàm Vĩnh Hưng thôi. Mong là anh Hưng sẽ xem Khánh như là một đứa đệ tử trong nghề có được không ạ? Khi mà em ngỏ lời như vậy, anh cũng chưa bao giờ biết cách nói cái lời từ chối với một cái tấm lòng chân thành như thế. Ok, anh đồng ý. Em cảm ơn anh rất là nhiều. Cuối cùng thì bây giờ cái tên cuối cùng là Khánh Trần. Sau này nếu anh Hưng thương thì anh đặt tên khác cho. Dạ vâng ạ. Khánh Đàm hay gì đó. Bây giờ chúng ta hãy nghe bài hát mới của Khánh Trần. Xin cảm ơn quý vị. Những cái tay các bạn đó ạ, có thể giơ cùng cánh được không ạ? Xin cảm ơn. Hey. Tôi đã ước mơ, tôi
đang nghĩ suy. Vậy mà thời gian qua cứ xong trời đến nay được chi. Giật mình hoang mang nãy ngồi đây hối tiếc muốn mà. Ngồi nơi đây tiếc cho chuỗi thời gian. Nhìn những người quanh tôi mãi đây đã xa đi rồi. Họ một thời dòng chơi cũng lãng phí một thời như tôi. Họ làm gì hôm nay khi ngày mai phải xa cõi đời. Sao không vui tha thứ cho nhau những lời. Một người mà thân thương đến nay đã xa vô thương. Nhìn lại mẹ thân yêu mái tóc ngày xưa đã pha xương. Một ngày già trôi qua thêm ngày vui sướng bên mẹ già. Một ngày còn được sống hay luôn quý trọng. Nhìn những người quanh tôi mãi đây đã xa đi rồi. Họ một thời dòng chơi cũng lãng phí một thời như tôi. Bạn làm gì hôm nay khi ngày mai phải xa cõi đời. Sao không vui tha thứ cho nhau như ơi. Mẹ thân yêu mái tóc ấy giờ đã pha xương. Một ngày xa trôi qua thêm ngày vui sướng bên mẹ xa. Một ngày còn được sống hay luôn quý trọng. Một ngày còn được sống hay luôn quý trọng. À, bây giờ mình đến với cái người tiếp theo, thí sinh tiếp theo. Xin mời. Em tên là Phùng Tuấn Phong. Hôm nay thì em rất là vui và rất cảm ơn chương trình đã tạo cho em một cơ hội để em được gặp anh Hưng, được tham gia trong chương trình này. Để cho không khí vui nó sung hơn thì em muốn song ca cùng với anh Hưng ca khúc Tình Nhạt Phai. Tình còn xa khuất, biển vắng anh cất tên em trong hoài mong. Anh nơi đây với những buổi chiều, tìm đâu giây phút yêu thương bên nhau lâu dài. Đời thật buồn và nhiều thương đau, từ lúc em đi mang theo tình anh. Trong giấc mơ em mong chờ anh với nỗi nhớ đó. Qua bao nhiêu giờ xa, bay đi bay ôi bao loài chim đã gây cánh bên trời. Nếu được có những lúc em biết rằng, dù muốn xa đi nơi phương trời xa, em yêu anh từng ngày nhớ em trong trái tim. Anh luôn mong em mau về đây. Em với anh như con thuyền kia, mãi lênh đênh trôi theo sóng nước ngoài khơi. Trôi đi bao niềm đau đã vây kín trong lòng. Nếu đã có những lúc em biết rằng, dù muốn xa đi nơi phương trời xa, em yêu anh từng ngày nhớ em trong trái tim. Anh luôn mong em mau về đây. Trôi đi bao niềm đau đã vây kín trong lòng. Nếu đã có những lúc em biết rằng, dù muốn ra đi nơi phương trời xa, em yêu ơi từng ngày nhớ em trong trái tim. Anh luôn mong em mau về đây. Trời ơi, cái bài gì mà sung dữ vậy? Trời ơi,
Cái nhạc này là nhạc là của anh luôn hả? Hay là cái nhạc này là mình làm riêng? À, nhạc của anh. Vậy hả? Ôi, tình nhạc phai chung quá, gì lắc lắc dữ quá. Không tin được là hát... quá trời nhảy mồ hôi mà kia. Mà hát mà giống y chang nhau luôn á. Y chang luôn á. Hay quá. Thôi được rồi. Đó. Bây giờ tôi biết cái chiêu rồi. Thần. Biết sao không? Mời anh Hưng hát xong ca để chi? Anh Hưng mệt để lát hát giống anh Hưng hơn. À, cái chiêu là vậy. Cũng hy vọng là các bạn sẽ cố gắng nha, tập trung nha. Sẵn sàng nha. Rồi, mời các bạn vào trong chuẩn bị. Tới bây giờ là mười mấy năm rồi, từ khi anh hát chuyên nghiệp? Năm 92 cũng bắt đầu đi hát song ca rồi khắp nơi rồi. Mà không ai mời hết, vắng xô ế xô lắm. Thì thôi ở nhà làm tóc. Tới một ngày nọ, Vũ Hà là người kích động Đàm Vĩnh Hưng, nói là bây giờ mày chọn một trong hai thôi. Đấy, mày phải hết lòng với cái đấy thì mình mới thành được. Hưng vẫn cứ lì cãi lại Vũ Hà. Đấy, gần 2 năm sau thì quyết định giao cái tiệm uống tóc lại và chính thức bước vào con đường ca hát. Năm cuối năm 99 lại gặp được anh Hoài Linh, một vị ân nhân to lớn và ông bụt khổng lồ của Đàm Vĩnh Hưng, đã cho Hưng một cơ hội, một cái bàn tay nắm Hưng ra khỏi cái vùng tối đó, có cái tên Đàm Vĩnh Hưng luôn ngày hôm nay. Lúc đầu chỉ là Vĩnh Hưng thôi. Anh Linh gọi điện thoại về, anh thấy Vĩnh Hưng bên này nó giống mấy cái chợ bên này lắm mày ơi. À đúng rồi, đúng rồi. Bên Mỹ có nhiều cái chợ Vĩnh Xuân, Vĩnh Phúc, Vĩnh Lộc cái kiểu. Thôi bây giờ ta quyết định cho mày thêm cái chữ Đàm phía trước nó đi. Bắt đầu cũng mình người mới mà mình đâu có dám chống cự đâu, nghe chữ Đàm nghe ghê đấy mồ. Là đàn anh lớn mà. Nghe có cái Đàm Đàm cho đó nữa. Thôi cũng dạ 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 đại đi rồi. Còn ảnh giới thiệu kể ảnh, còn mình ở đây mình hát lấy Vĩnh Hưng thôi. Nó kiểu mà chống đối vậy. Đó. Cuối cùng bắt đầu cái đĩa đó phát hành ra, bắt đầu người ta mới biết đấy. Ô Đàm Vĩnh Hưng kìa, Đàm Vĩnh Hưng. Mình nói, à cái tên này ngon. Mình phải thử chứ, mà cái tên nó ngon mà phải chịu chứ. À. Cuối cùng là có Đàm Vĩnh Hưng của quý vị ngày hôm nay là như vậy. Ra là còn nhiều câu chuyện lắm. Nói thật luôn là giờ còn nhiều câu chuyện mà Trường Giang biết về anh Đàm Vĩnh Hưng lắm. Có nhiều cái nó dài lắm, cho nên mình kể hoài cũng không hết. Cho nên bây giờ chúng ta bước đến vòng thứ tư. Ở vòng này tắt bớt một ô cửa, chỉ còn lại anh Đàm Vĩnh Hưng và hai thí sinh. Vị trí tiếp tục thay đổi. Và ở vòng này luật chơi chúng ta sẽ đi tìm ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Và đây là bài hát rất lâu rồi. Bài hát Bình Minh Sẽ Mang Em Đi. Cái này là năm 2001 luôn anh? À 2001, tại vì là thường là phải thu âm với lại quay hình trước đó rồi. Thì phát hành ra thì nó mới nổi 6 tháng sau, 1 năm sau nó mới nổi rần lên thêm. Ngày hôm nay có một Đàm Vĩnh Hưng như vậy là cũng qua nhiều năm tháng tôi luyện và cực khổ lắm quý vị ơi. Có nhiều khán giả nói, ồ sao nghệ sĩ sướng quá, kiếm tiền quá trời. Nhưng mà có khoảng thời gian chúng tôi ngụp lặng thì không ai biết. Cho nên ngày hôm nay là chúng tôi rất trân trọng cái nghề, cho nên chúng tôi làm mọi cách để cho quý vị vui vẻ nhất và vừa lòng nhất, chứ không phải là làm qua loa. Mong quý vị cố gắng ủng hộ chương trình và ủng hộ cho nam ca sĩ của chúng tôi Đàm Vĩnh Hưng. Đây, bây giờ thì mọi thứ đã xong hết rồi, chúng ta còn chần chờ gì nữa. Anh hãy vào bên trong và nhiệm vụ của họ là đi tìm anh thôi. Xin mời bước vào bên trong. Anh sẽ cố gắng. Lòng vì mai đã xa nhau thật rồi, anh biết khi tan bóng đêm bình minh rồi sẽ mang em thật xa. Con bóng tôi xuôi lối anh đi, buồn từng đêm bơ vơ lạc bên biết sẽ rất buồn khi nắng mai về. Cũng sẽ có ngày tay níu tay, một lần được nói cùng em rằng anh yêu em ngàn đời biết không. Xin hãy hôn anh thật lòng vì mai đã xa nhau thật rồi, anh biết khi tan bóng đêm bình minh
rồi sẽ mang em thật xa. Từ khi em ra đi không quay về, buồn từng đêm bơ vơ lạc bên mơ. Còn chưa tay sáng nào soi lối anh đi, còn tiếng khóc thầm về đến mỗi khi. Người đành lòng thế thật sao? Đêm nay ai nghe tiếng tôi? Xin hãy hôn anh thật lòng, vì mai đã xa nhau thật rồi. Anh biết khi tan bóng đêm, bình minh rồi sẽ mang em thật xa. Thời gian đi tìm nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng bắt đầu. Xin lỗi anh đi, mưa vừa lạc bên mưa. Thời gian dành cho Bình Chọn đã kết thúc. Xin hỏi nữ ca sĩ Hồng Ngọc vẫn còn hoang mang sao? Đúng là lo lắng thiệt. Tại vì lúc vòng này mọi người hát giống quá. Chị sẽ sai. Chị đi vào kỹ lục. Ép chị quá à. Em có ép chị đâu. Chị thì chị nghĩ số 1. Anh Quang Linh. Tôi nghĩ số 1 là bộ đồ rin màu đen. Số 2 là bộ đồ Tommy gì. Còn nói màu số, thôi nó nhãn chị. Số 3 là bộ đồ vest màu nâu. Tôi nghĩ sẽ. Anh Phúc. Anh Hưng đang ở đâu vậy? Vẫn chọn là số 2, anh đứng, Hưng đứng trong số 2. Anh Vũ Hà, anh chọn số mấy? Là Đàm Vĩnh Hưng. Có từng đi hát chung với cái em hồi nãy tên là Khánh rất là nhiều lần rồi. Cho nên là biết em đứng ở đâu. Em đứng bên bà, bên số 3. Là anh Hưng ở giữa, Khánh số 3. Hưng ở giữa, và Hưng số 2. Bạn kia, bạn Phong là số 1. Số 1, đúng. Làm sao con? 6-7 năm mấy tháng của con thì con nghĩ là số 2. Rồi 6-7 năm mấy tháng nghe nhạc. Rồi. Như Kiều Vũ. Bình thường cái đuôi của anh Hưng á, nó rất là tình cảm. Thì cuối cùng là số 2. Em sao? Em thì em thấy số 2 là giống nhất. Thế nhưng mà cũng có một số cái đoạn mà em thấy không giống. Nhưng em nghĩ chắc là anh Hưng cố tình. Cho nên là em vẫn cứ quyết định là giữ số 2 là anh Hưng ạ. Chúng ta bắt đầu đi tìm ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Nửa bài hát còn lại xin mời. Khi em ra đi không quay về, buồn từng đêm bơ vơ lạc hết mơ. Có chút ánh sáng nào soi lối anh đi, còn tiếng khóc thầm về đêm mỗi khi. Người đành lòng thế thật sao? Đêm nay tiếng tôi xin hãy hôn anh thật lòng, vì mai đã xa nhau thật rồi. Anh biết khi tan bóng đêm, bình minh rồi sẽ mang em thật xa. Hãy về đây ngồi. Hãy quay về đời. Nói một lời hứa. Rồi đây em vẫn nhớ anh. Hey. Xin hãy hôn anh thật lòng, vì mai đã xa nhau thật rồi. Anh biết khi tan bóng đêm, bình minh rồi sẽ mang em thật xa. Mất em thật xa. Xin chào quý vị thân mến, như vậy là nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng bước ra từ ô cửa số 2. Nhân đây cũng xin nói sơ lược về tiểu sử của chị Hồng Ngọc. Chị Ngọc đã sang Mỹ cách đây hơn mười mấy năm trời. Cho nên tất cả mọi người đều chọn số 2 thì chỉ chọn số 1. Mình cũng thông cảm cho chị. Thì chị có sai có mấy lần chứ bao nhiêu đâu. Không
đọc ghê. Đây, thật ra như vậy, Phương đứng ở trong á, Hưng nghe những cái nhận xét của từng vị khách mời thì Hưng thấy rằng là có một cái sự nó rất là sâu sắc, nhất là anh Quang Linh. Nhưng mà hỏi thật lòng, hôm nay có hạnh phúc không? Rất hạnh phúc. Hạnh phúc với anh, dạ. Người ta, các bạn yêu thương mình như vậy, thần tượng mình như vậy. Rồi, mời anh vào vị trí. Kết quả đã sẵn sàng. Chúng ta bắt đầu công bố. 69 lượt bình chọn thuộc về nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Điều đó là quá rõ ràng. Trong hai thí sinh còn lại, chỉ cách nhau một phiếu bầu mà thôi, 16 và 15. Người được 16 phiếu bầu sẽ nhận được 16 triệu đồng và một tấm vé đi thẳng vào bán kết của chương trình. 16 lượt bình chọn, 16 triệu đồng và tấm vé vào bán kết đã thuộc về vị trí số 3. Bây giờ chúng ta sẽ nghe cái cảm xúc của Phong. Em muốn khóc lắm. Rồi. Nhưng em xin nói trên đây, nhận được giải thưởng này để vào vòng bán kết thì con đã nghĩ đến mẹ. Con cảm ơn mẹ đã sương nắng lo cho anh em con và con. Và kính thưa quý vị thân mến, phần cuối chương trình sẽ là màn top ca giữa các thí sinh và nam ca sĩ chính của chương trình ngày hôm nay, nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Lên nào! Những lúc anh bước xa đường với tung tăng đi số phố, đôi khi anh cũng nhí nhố với những đứa bạn thân, nhiều người đẹp nhìn theo cứ muốn để làm quen. Dù anh tự tin và anh ngất lắm nha, không siêu nhân siêu anh hùng, không to cao như bình minh, không đô la hay sao mui, nhưng chẳng thua một ai. Vì mỗi ngày dần trôi, anh mang đến cho đời niềm tin cuộc sống cùng tiếng khóc cười, khiến cho đời say lắng lưng theo điệu nhạc thế gian hạnh phúc. Anh đặt chuẩn soái ca, trái tim anh ấm áp gắn trên môi nụ cười cất lên lời hát. Vì anh là soái ca, trời là chơi hết cả, trời là không lo lắng, không phải mưa hay nắng. Vì anh là soái ca, trời là chơi hết cả, nơi nào vui anh cũng đến. Đừng có trêu chọc anh mà mọi người đừng có trêu chọc anh mà đừng muốn để lạc quên. Dù anh tự tin vẫn là anh lắm nha, không siêu nhân siêu anh hùng, không to cao như bình minh, không đô la hay sao mui, nhưng chẳng hay là một ai. Vì mỗi ngày dần trôi, anh mang đến cho đời những yêu cuộc sống cùng tiếng khóc cười, để cho đời.